Nó sẽ ghi gì đấy ạ? Nó sẽ ghi là mình sẽ trao đổi bằng gì đấy ạ? Bằng tiếng Việt, tức là sao? Tức là tất cả những cái gì mà mình ứng dụng ấy ạ, mình ứng dụng vào trong cái những cái lĩnh vực của mình, ví dụ như là trong thực vật này, trong các cái danh pháp này, mà mình ứng dụng của tiếng Latin, thì hiện nay thì mình có một cái bộ quy tắc để có thể chuyển đổi từ tiếng Latin sang tiếng Việt. Tức là mình sẽ có những cái quy tắc là chuyển nào, ví dụ chữ chữ này của tiếng Latin thì mình sẽ chuyển thành chữ nào của tiếng Việt. Và từ đấy thì đối với bài 4 bài 5 ấy, thì mình học cái nguyên tắc đó, mình học những nguyên tắc đó để mình gì ạ? Chuyển đổi từ tiếng Latin sang tiếng Việt, nó bằng cái gọi là một cái bộ gọi là theo thuật ngữ quốc tế tiếng Latin ấy, thì mình sẽ chuyển đổi sang tiếng Việt. Và mình học cách gì ạ? Vừa là học cách viết và vừa là học cách đọc luôn ở hai cái bài 4 và bài 5 này. Tức là mọi người sẽ chia thành hai cụm luôn. Thì là một cái thì là mình học theo toàn bộ là tiếng Latin, còn một cái là mình sẽ đọc và viết sau khi mình đã chuyển đổi theo những cái nguyên tắc mà Việt Nam mình xây dựng rồi ạ. Việt Nam mình sẽ xây dựng, hoặc là đây là theo ngôn ngữ chuẩn quốc tế rồi, thực ra không phải là đến Việt Nam mà nó là theo cái DCI. Thì tức là DCI Latin nghĩa là nó đã theo cái ngôn ngữ, những cái này là những cái bộ nguyên tắc chuẩn rồi, người ta sẽ chuyển đổi sang cái tiếng Việt của mình là như thế nào. Việt Nam mình sẽ quy định là với những cái ngôn ngữ này thì mình sẽ chuyển sang như nào, cái nào thì mình vẫn còn áp dụng, bởi vì nó rất là gần với tiếng Việt của mình. Nên là sau khi người ta chuyển đổi xong, từ trước giờ các bạn học ấy, là các bạn đã học là nó đã chuyển đổi sang tiếng tiếng Việt rồi, với những cái gì mà họ còn ứng dụng ấy. Chứ mình cũng không cần phải học tiếng Latin nữa. Hồi xưa mà học lớp các lớp khác, các lớp từ hồi cấp 2, cấp 3 ấy, các bạn học những cái môn như môn hóa ấy, mà các bạn cần phải đọc tên danh pháp ấy, thì thực ra về bản chất nó là tiếng Latin, nhưng mà nhà mình đã chuyển đổi sang thông qua cái bộ chuyển đổi đó DCI Latin rồi, nên các bạn học theo thẳng cái đó. Thì ngày hôm nay mình sẽ quay lại mình học là cái bộ chuyển đổi đó là như thế nào, và mình sẽ học nó những cái nguyên tắc đấy ra làm sao, và sau này các bạn ứng dụng thì chính là ứng dụng cái bài 4 và bài 5 này trong cái học phần tiếp theo mà liên quan đến những cái gì mà họ còn ứng dụng của tiếng Latin, chứ mình không còn phải học tiếng Latin nữa rồi. Đấy là giới thiệu qua một chút về cái môn học này gồm có 5 bài. Và 5 cái bài này thì mọi người sẽ học cả lý thuyết và cả bài tập. Tức là chỉ có một khoảng vài trong trong một bài thì mình chỉ có khoảng 2 tiết là giảng lý thuyết thôi, còn ở khoảng 3 tiết thì mọi người sẽ phải làm bài tập. Tức là mọi người phải học cách đọc này, cách viết này, và về sau thi thì mọi người cũng sẽ thi theo kiểu nó chỉ có một câu tự luận thôi, tức là một câu mà mọi người cần phải viết lại lý thuyết ấy, còn lại đa phần là mọi người sẽ phải làm bài tập. Thì đấy là một cái phần khá là quan trọng, mà nếu mà mọi người cũng không nắm được cái nguyên tắc từ đầu ấy, thì lúc đi thi mọi người cũng rất là khó viết những cái này, mặc dù nó không quá khó đâu ạ, nhưng mọi người phải biết, biết thì mới làm được bài. Thì đấy là cái phần đầu tiên mà giới thiệu mọi người về cái môn học Latin này. Và tiếp theo nữa là giới thiệu với mọi người về về cái mục tiêu của môn học này. Thì sau khi mọi người học xong 5 cái bài trên này, thì cái mục tiêu của mọi người sẽ có 3 cái mục tiêu chính như sau. Cái mục tiêu thứ nhất thì mọi người sẽ biết được cách đọc và cách viết những nguyên âm và những phụ âm, những nguyên âm phụ âm, và những cái nguyên âm phụ âm này đặc biệt trong tiếng Latin. Cái này phần này thì mọi người sẽ ứng dụng chủ yếu trong bộ môn thực vật. Thì như cô đã nói là mọi người sẽ học cái cách mà tiếng Latin nó vận hành như thế nào và nó đọc và viết như ra làm sao, thì mình sẽ học ở cái phần đầu tiên này và cũng sẽ tương ứng với cái mục tiêu số 1. Cái mục tiêu số 2 thì mọi người sẽ nắm được cơ bản mặt ngữ pháp của tiếng Latin và các từ viết tắt thường dùng trong nhãn thuốc và trong đơn thuốc. Thì thực tế mọi người nói là ngữ pháp thôi, nhưng mà mọi người sẽ không cần phải học kỹ như kiểu mình học ngữ pháp tiếng Việt hay ngữ pháp tiếng Anh đâu. Mọi người chỉ học một số các cái nguyên tắc cơ bản mà nó liên quan trực tiếp đến cái phần, ví dụ như nhãn thuốc này, liên quan đến đơn thuốc, liên quan đến các cái cách viết cây này, liên quan đến các cái cách viết về các hợp chất hóa chất chẳng hạn, thì nó sẽ có liên quan đến ngữ pháp một chút, ví dụ tính từ, danh từ, động từ đấy. Thì những cái phần cơ bản như vậy thì mọi người sẽ học ở cái bài số 3, và cũng chính là cái mục tiêu số 2 này mọi người cần nắm được, không quá phức tạp đâu, mọi người chỉ nắm được những cái phần cơ bản thôi. Và cái phần số 3, cái mục tiêu số 3 thì mọi người sẽ viết và đọc được tên thuốc bằng tiếng Việt. Thì đấy, tất cả những cái tên thuốc của mình thì nó đã được chuyển đổi theo cái thuật ngữ quốc tế tiếng Latin rồi, và bây giờ mình sẽ học cách là sau khi họ chuyển đổi xong thì mình sẽ đọc như thế nào. Thì chính là đọc lại những cái gì mà các bạn đã học trước đây ạ. Có những cái các bạn đọc trước đây rồi, tên tên gì nhỉ? Không phải tên thuốc thì các bạn chưa học, tên những cái danh pháp hoặc tên những cái hợp chất ạ, đồng sắt, rồi là những cái hợp chất muối, tất cả những hợp chất trong hóa học ạ. Thì từ trước đến giờ mọi người vẫn học, tức là mọi người đọc theo các thầy cô đọc từ đời này sang đời khác, nhưng về bản chất thì nó là có một cái cách đọc, tức là nó có một cái hệ quy tắc riêng mà mọi người sẽ học cái hệ quy tắc đó, và mọi người ứng dụng trong cái việc là mọi người đọc và viết những cái tên thuốc bằng tiếng Việt. Thì đấy là cái phần mục tiêu số 3. Nói thì mọi người hơi khó hiểu một chút, nhưng mà thực ra là về khi mà học các bài thì sẽ nói kỹ hơn để mọi người có thể hiểu hơn, bởi vì đây mình cũng mới học nên mình đang thấy bắt đầu bị loạn loạn, bởi vì mình học thêm một cái ngôn ngữ mới rồi lại chuyển đổi sang tiếng Việt rồi lại ứng dụng như thế nào đấy trong một số các cái ngành, thì đang hơi bị khó hiểu ấy. Thì nhưng mà không sao cả, mọi người khi mà học các cái bài này thì khi mà phân tích từng cái nội dung một ấy, thì mọi người sẽ rất là dễ hiểu cái cách tiếp cận
của cái phần này nó không không quá khó đâu, bởi vì kiến thức của mình chỉ là kiến thức cơ bản thôi. Thì đấy là cái mục tiêu. Còn cái thời gian cũng như là các cái phần đánh giá của môn học này thì mọi người nhớ giúp cô. Như đã nói ban đầu thì mọi người sẽ có cả phần lý thuyết và phần thực hành. Tức là không, cái phần cô giảng thì chỉ chiếm khoảng 1 phần 2 thôi, tức là khoảng 13 tiết. Tất cả mình có 30 tiết thì nó chỉ chiếm khoảng 13 tiết thôi, mình học những cái kiến thức lý thuyết. Còn lại thì mọi người sẽ có khoảng 15 tiết bài tập. Tức là trong cái một buổi mà mọi người học ấy thì mọi người thường là học 1 phần 2 lý thuyết, và còn nửa thời gian thì mọi người sẽ phải làm bài tập. Và sau đấy cô sẽ chữa một số các cái phần cho mọi người, cũng như là thu lại cái phần mà bài tập mọi người học. Bình thường thì ở trên lớp thì sẽ phát cho mọi người những cái tờ bài tập và mọi người sẽ làm, và sau đấy cũng sẽ thu lại hoặc là chữa bài cho mọi người, chữa những cái phần mà quan trọng thôi, còn đa phần là mọi người tập viết, tập đọc để mọi người có thể về sau ứng dụng trong cái việc làm bài kiểm tra hoặc là làm bài thi cuối kỳ. Thì với bài kiểm tra bài thi cuối kỳ thì mọi người sẽ thấy là mình có tất cả là 3 bài kiểm tra. Bài kiểm tra 15 phút thì mình sẽ có một bài, nó sẽ là ứng dụng của bài bài 1 và bài 2. Bài 1, bài 2 mọi người sẽ là lấy kiến thức để kiểm tra 15 phút. Còn bài kiểm tra một tiết ý, thì mình sẽ rơi vào khoảng bài số bài cuối cùng, chắc là bài cuối cùng mà mình học thì mình sẽ kiểm tra 15 à, một tiết luôn, khoảng 45 phút đấy ạ. Bài bài gần cuối hoặc bài cuối cùng thì lúc nào đến bài đó thì cô sẽ nhắc. Nhưng mà bài kiểm tra 15 phút thì mọi người sẽ kiểm tra vào buổi số 3 nhé. Buổi số 3 thì sẽ kiểm tra 15 phút. Thì trước buổi đấy thì cô cũng sẽ nhắc mọi người. Còn hình thức như nào thì để nghĩ lại một chút xem kiểm tra ra làm sao, bởi vì kiểm tra trên offline thì khá là đơn giản, thì chỉ cần phát bài cho mọi người làm thôi. Còn nếu mà kiểm tra online như này để trao đổi lại với cô Theo xem là mình có thực hiện kiểm tra online không, thì cô sẽ thiết kế cho mọi người kiểm tra online. Thì đấy là cái phần liên quan đến giới thiệu về thời lượng môn học và ra làm sao, đánh giá như thế nào. Thì mọi người cứ căn cứ vào những cái phần này nhé. Tất cả những bài kiểm tra thì mọi người không được vắng mặt, bởi vì là phải có bài kiểm tra thì mọi người mới đủ điều kiện thi cuối kỳ ạ. Thì đây là những cái nguyên tắc chung thì mọi người nắm được rồi trong cái quá trình mọi người học từng môn, thì cái này sẽ không nhắc lại nữa. Và nếu có bất cứ vấn đề gì mà mọi người cần phải xin là làm bài kiểm tra muộn hoặc là không có mặt trong buổi bài kiểm tra ấy, thì mọi người nhớ là phải nhắn trước, thì cô sẽ tạo điều kiện cho mọi người trong cái quá trình mà mọi người học tập, cũng không quá khó khăn với mọi người đâu ạ. Nhưng quan trọng nhất là mọi người phải có sự trao đổi, tức là mọi người phải có cái plan của riêng mình, cái kế hoạch của mình ra làm sao như thế nào. Mọi người xin phép giảng viên đồng ý chấp thuận thì sẽ cho mọi người có thể linh hoạt trong cái quá trình mà mình học học tập cũng như là quá trình mình kiểm tra. Thì đấy là cái trao đổi trước mọi người, cái tinh thần là như vậy nhá. Mọi người cũng không cần phải quá là, bởi vì mình học bây giờ mình cũng là học liên thông, cũng là học văn bằng hai, cũng là những cái mọi người cũng đã từng đi học rồi, và cũng không phải là như sinh viên là phải bắt lên lớp rồi là nghe giảng. Cái này cũng tùy thuộc vào nhu cầu cá nhân của từng người, thì mọi người cũng chỉ cần đủ cái phần điểm danh, đủ cái phần bài kiểm tra rồi về sau để mọi người đủ điều kiện để kiểm tra thôi. Và lưu ý là cái môn học này mọi người sẽ cố gắng là qua luôn xong cái kỳ này, bởi vì các kỳ sau mọi người sẽ học liên quan đến cái môn ngành rồi, thì cố gắng những cái môn cơ sở như này thì mọi người sẽ qua luôn trong cái giai đoạn đầu này, bởi vì thực tế là nó cũng không quá khó, mà chỉ cần bỏ một chút thời gian thôi là mình có thể qua được rồi. Các anh chị lần trước cô cũng đã dạy một số các cái lớp ấy thì mọi người được điểm khá là cao, bởi vì các anh chị các bạn sinh viên còn nhiều lúc các bạn còn lười học, ví dụ như các anh chị khá là chăm học đấy, các anh chị trên lớp, các anh chị làm bài tập rồi là trao đổi rồi các vấn đề liên quan ấy, thì các anh chị nắm được bài luôn đến lúc thi cử, thì đa phần là mọi người điểm khá là cao. Cái lớp văn bằng 2 với lớp liên thông mình trước điểm khá là cao, còn cao hơn cả các cái lớp cao đẳng của các bạn sinh viên ấy, còn cao hơn cơ, bởi vì các anh chị sợ môn này khó, môn này không qua nên các anh chị đầu tư thời gian học, vì thế là điểm của anh chị khá là cao. Mọi người chú ý một chút là mọi người, cô sẽ tạo điều kiện cho mọi người học tập, nhưng mọi người cũng nên có một cái kế hoạch học tập cho riêng mình. Tùy từng người, người nào thích điểm cao thì mọi người dành nhiều thời gian, người nào mà thích chỉ cần qua môn thôi thì mọi người dành ít thời gian và nắm được những kiến thức cơ bản vậy là được. Thì là cái phần đầu tiên mà trao đổi với mọi người nhiều hơn một chút trong cái phần mà bài, đây cũng là bài đầu tiên thì cũng là cái cách học đối với mọi người trong cái học phần này. Mọi người sẽ đến với cái bài học hôm nay luôn nhé. Cái bài hôm nay đầu tiên ấy, mọi người sẽ thấy cái tên của bài này đó là cách viết và đọc các cái nguyên âm phụ âm trong tiếng Latin, thì mọi người sẽ thấy nó giống như cái kiểu mà mình học bắt đầu cái bài đầu tiên lên tiếng Việt ấy, mình sẽ học gì ạ? Nguyên âm, mình sẽ học phụ âm. Thì những cái tên là như nguyên âm phụ âm nó đã giống như kiểu tiếng tiếng Việt mình rồi, nên là mình cái cách tiếp cận của mình sẽ rất là đơn giản, tức là khá là đơn giản trong cái việc là mình tiếp cận cái ngôn ngữ này, bởi vì là mình nhìn nó rất là giống tiếng Việt, nó chỉ khác một chút xíu thôi, tức là nó chỉ thêm một bớt một chút thôi. Thì đấy là cái phần đầu tiên với mục tiêu như sau. Mục tiêu mọi người sẽ thấy là ở đây có 3 mục tiêu. Mục tiêu thứ nhất là sẽ trình bày được cách viết và đọc của các nguyên âm phụ âm trong tiếng Latin. Cái thứ hai là mọi người sẽ viết và đọc được tên đúng cái nguyên tố, những cái hóa chất, những cái tên thuốc thông dụng bằng tiếng Latin, tức là mọi người ứng dụng được
cái nguyên tắc mà mọi người học ở cái mục tiêu số 1 ấy, người học cái mục tiêu liên quan đến đọc và viết nguyên âm và phụ âm. Sau đấy thì mọi người sẽ ứng dụng cái mục tiêu số 1 vào cái mục tiêu số 2, là mọi người sẽ có những cái tên nguyên tố, hợp chất, hóa chất, tên thuốc thì mọi người sẽ ứng dụng để có thể đọc được bằng cái tiếng Latin này mà mọi người theo cái nguyên tắc mà mọi người học. Và cái thứ ba ấy, thì là mọi người, thực ra cái nguyên tắc số 3 sẽ không bắt mọi người học thuộc nhé. Thực ra nó có trong cái bài học ấy, nhưng mà yêu cầu của cô là không bắt mọi người học thuộc. Mọi người có thể là biết được một số các cái từ cơ bản thôi cũng được, bởi vì nó cũng gần gần với tiếng Việt ấy, nhưng không yêu cầu mọi người học thuộc cái nghĩa của tiếng Latin nhé. Cái này thì mục tiêu số 3 không yêu cầu học thuộc. Đây là cái mục tiêu của phần cuốn sách đấy thôi. Tức là cái phần chương trình ấy thì mình có thể yêu cầu học thuộc, nhưng đối với cô thì mọi người sẽ không yêu cầu học thuộc. Quan trọng nhất là cái mục tiêu số 1 và mục tiêu số 2, mọi người nắm được các cái nguyên tắc cơ bản và mọi người ứng dụng được trong cái việc đọc và được. Còn cái việc mà học thuộc nghĩa ấy, thì thực tế thì nó cũng không không có quá nhiều ứng dụng sau này. Sau này mọi người cũng chẳng cần phải học thuộc gì cả. Những cái gì mà về sau mà cần phải học thuộc ấy, thì đối với từng môn học sẽ có những cái yêu cầu khác nhau. Thì đối với môn Latin này thì cô không yêu cầu mọi người học thuộc. Thì đấy là cái mục tiêu của mọi người trong trong cái bài học số 1 ngày hôm nay. Thì đối với phần đầu tiên, mọi người sẽ được giới thiệu về bảng chữ cái. Mình sẽ học tiếp cận giống như mình học khi mình học một cái ngôn ngữ mới, giống như kiểu tiếng Anh cũng như vậy. Khi mình bắt đầu học đấy thì mình sẽ cái bảng chữ cái. Thì tiếng Anh thì mình tiếp cận cũng khá là dễ, bởi vì là nó cái bảng chữ cái của nó gần như tiếng Việt, nó chỉ khác một chút thôi. Thì với tiếng Latin cũng tương tự như vậy. Mọi người nhìn giúp cô cái bảng chữ cái tiếng Latin. Mọi người có quyển sách đấy chưa? Có quyển sách tiếng Latin ở, hoặc là đọc cái tên thuốc ở trong tay chưa? Chưa ạ. Một số bạn chưa có ạ. Mọi người có thể dùng cái quyển sách đấy nhá. Mọi người xem cái bảng chữ cái ấy. Hoặc là mọi người nhìn trên slide. Mọi người nhìn trong sách ấy, mọi người sẽ nhìn thấy cái bảng chữ cái tiếng Latin ấy. Thì mọi người nhìn giúp cô xem là cái bảng chữ cái tiếng Latin đó nó khác gì tiếng tiếng Việt và nó giống gì với tiếng Việt của mình, với bảng chữ cái của tiếng Việt của mình. Đây ạ. Thật ra hơi nhỏ ấy. Nhìn ở đây thì hơi nhỏ. Mọi người có nhìn thấy cái bảng chữ cái đấy không? Không nhìn thấy đâu cô ạ. Đây ạ. Mọi người có thể nhìn trên slide đấy ạ. Có thể nhìn thấy chưa? Nó hơi nhỏ một chút ạ. Nếu mọi người có sách thì mọi người có thể nhìn giúp cô nhé. Cái bảng chữ cái đầu tiên ấy, mọi người thử không không lật cái trang sau. Cái trang sau nó sẽ nói cho mọi người biết là nó khác cái gì. Nhưng mọi người thử nhìn vào đây và mọi người so sánh với bảng chữ cái của tiếng Việt mình ấy, thì mọi người xem là nó giống và khác gì nhé. Mọi người đừng để ý cái cách đọc nhé. Mọi người chỉ cần để ý là nó giống và khác cái gì thôi so với tiếng Việt. Mấy cái cột đầu tiên nhé. Mấy cái cột mà nó ghi là chữ, chữ viết ấy ạ. Thì mọi người xem nó giống hay khác cái gì ạ. Thêm chữ gì ạ cô? Thêm chữ gì ạ? Mọi chữ người gì ạ? Chữ Z ạ? À, chữ cuối cùng này đúng. Rồi ạ, đúng ạ. Rồi ạ, các bạn còn thấy có gì khác nữa không ạ? Chữ F. Chữ F ạ? Chữ F. Chữ F rồi ạ. Chính xác ạ. Các bạn sẽ nhìn thấy cái chữ F của mình sẽ không có trong tiếng Việt đó, chữ F. Đúng rồi ạ. Rồi ạ. Các bạn còn nhìn thấy điểm gì khác không? Đây là hai cái chữ mà mình sẽ thấy không xuất hiện ở trong tiếng Việt. Rồi ạ. Còn điểm gì khác không? Chữ Z. Chữ Z rồi ạ. À, đây bạn ấy sẽ nói là cái phần box chat các bạn ấy sẽ nói là đầu tiên là không có chữ F và chữ Z này. Và G này, cái này đúng này. Tiếp nữa là bạn ấy có comment là không có các cái chữ có dấu trong tiếng Việt. Cái đấy các bạn thấy đúng không ạ? Có dấu trong tiếng Việt thì có bao gồm những chữ gì ạ? Có dấu ấy ạ thì có bao gồm O, Ơ, Á, Ớ, A, Ớ, E, Ư. Đúng rồi ạ. Đúng rồi ạ. Cảm ơn các bạn. Thì thực ra là các bạn đã phát hiện ra những cái đặc điểm khác biệt
Latin với cả tiếng Việt. Nhưng đa phần khi mà các bạn ví dụ nhìn với một cái bảng chữ cái như này thì khi có những cái câu hỏi như vậy thì điều đầu tiên khi mà các bạn trả lời các bạn sẽ tìm cái điểm giống nhau đầu tiên, thì tức là cái giống cái điểm giống trước ấy, và sau đấy các bạn sẽ tìm ra cái điểm khác biệt. Thì như các bạn đã nhìn thấy ở trên này thì hầu như là nếu mà các bạn nhìn qua ấy, thì các bạn sẽ thấy là nó khá là giống với tiếng Việt, và thực tế là tiếng Việt của mình lấy từ tiếng Latin chứ không phải khá với tiếng Việt, nên là nguồn gốc của tiếng Việt của mình cũng là tiếng Latin mà. Nhưng mà bây giờ mình cứ so sánh nhá, cứ so sánh hai cái bảng chữ cái này với nhau, mình không nói là cái nào có trước cái nào có sau nữa, mà mình chỉ nói về sự giống và khác nhau thôi. Thì mọi người có thể nhìn qua ở đây thì nó có vẻ như là khá giống. Đầu tiên khi mình nhìn ạ, về mặt chữ viết, về mặt hình tượng, nó sẽ không kiểu như là nhìn thấy sự khác biệt như kiểu tiếng Trung hay tiếng Hàn, thì mình sẽ thấy một cái sự gần gũi ở đây, mình đã nhìn thấy giống với tiếng Việt của mình rồi. Cái thứ hai mọi người nhìn ấy, thì khi mọi người nói về cái việc là giống hay khác nhau, mọi người nhìn cái số lượng ấy, mọi người nhìn cái số lượng xem nó có giống hay khác nhau, thì cái bảng chữ cái tiếng Latin này thì nó có số lượng là ít hơn với bảng chữ cái tiếng Việt của mình. Thì đấy là cái điểm số 2 mọi người nhận xét. Cái điểm tiếp nữa mọi người nhận xét giống như mọi người đang nói về sự khác nhau này, thì có một cái số cái điểm khác nhau. Cái việc đầu tiên là nó có những cái chữ cái mà tiếng Việt của mình không có. Ví dụ như là tiếng gì, chữ gì đấy, chữ F hoặc là chữ Z, Z này. Ví dụ mình cứ đọc theo theo cái ngôn ngữ bình thường mình cũng đọc nhá. Mình chưa cần biết là tiếng Latin nó đọc như nào. Thì đấy là những cái tiếng mà nó, những cái chữ mà tiếng Việt của mình không có. Và tiếp nữa thì bạn ấy cũng phát hiện ra là gì ạ? Tất cả những cái chữ có dấu của nhà mình ạ, thì bên tiếng Latin cũng không có, vì tiếng Việt của mình phát triển lên. Khi mà mình phát triển những cái tiếng có dấu thì là sau 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 này khi mà mình sử dụng tiếng Việt trong giao tiếp và chữ viết ạ, thì người ta phát triển thêm những cái chữ có dấu, thì nó là cái điểm khác biệt của cái bảng chữ cái tiếng Việt với cả tiếng Latin. Thì đấy là những cái điểm sơ bộ các bạn nhìn cũng rất là nhanh. Và mọi người cũng đã thấy rất là yên tâm khi mà việc là gì ạ? Khi mà mình học tiếng Latin mà nó lại kiểu xem tiếng Việt như thế này thì mình sẽ không cần phải học quá nhiều. Mình chỉ cần học những cái điểm khác biệt thôi. Còn lại đa phần, thực ra về bản chất ấy, thì mọi người sẽ thấy là nó sẽ giống giống với tiếng tiếng Việt của mình. Nên lúc mình học nó rất là đơn giản. Thì đấy là cái phần đầu tiên mọi người nhận xét về cái bảng chữ cái này nhá. Đó là những cái tiền đề. Mọi người học hôm nay, mọi người sẽ cảm giác như là mình bắt đầu từ lên lớp 1 học lại từ đầu về bảng chữ cái. Nhưng mà thôi, mọi người cứ cố gắng chịu khó học những cái gì đơn giản nhất, những cái gì cơ bản nhất thì mọi người nên học từ đầu. Và khi mọi người đã có những cái nền tảng cơ bản đầu tiên rồi ấy, thì mọi người rất dễ tiếp cận với những cái kiến thức về sau. Nên mọi người đừng ngại cái việc là mình sẽ phải học lại một cái bảng chữ cái rồi mình học như kiểu cấp 1, thì đừng nghĩ như vậy. Thì nó là những cái kiến thức đầu tiên cho các bạn để mọi người có thể học những cái phần về sau. Đây, thì mọi người có thể nhìn đây, nó gần giống với bảng chữ cái tiếng Việt. Mình nhìn đấy là cái nhận xét đầu tiên của mình, về mặt số lượng thì có thể ít hơn. Và cái phần khác khác biệt này thì ví dụ như tiếng tiếng cái bảng chữ cái vừa rồi thì nó có 24 chữ cái. 24 chữ cái, nó không có các cái chữ mà có dấu giống như bạn ấy vừa trả lời rất là đúng, như là ở á ớ này, chữ đờ này, chữ ê, chữ ô, chữ ơ, chữ ư, đặc biệt là những cái chữ mà có dấu thì toàn bộ là chỉ có Việt Nam mình có thôi. Và tiếp nữa là nó có thêm hai chữ, bạn nói rất đúng là F và Z. Thì đấy là hai là những cái điểm khác biệt mà các bạn đã cũng đã phát hiện ra luôn ngay từ đầu rồi. Và đây chính là cái cấu trúc của nó bao gồm đây. Các bạn sẽ thấy mình lại nhìn thấy cái gì ạ? Nguyên âm, mình nhìn thấy phụ âm, nó giống hệt tiếng Việt của mình luôn. Nó cũng có 6 nguyên âm, ví dụ ở đây là A này, E này, I này, O này, U, I này, I dài đấy ạ. Thì đây là những cái nguyên âm của tiếng Latin. Còn phụ âm ạ, phụ âm thì các bạn sẽ thấy nó cũng xem giống như tiếng Việt của mình, nó chỉ thêm những cái từ như F hoặc là Z này mà tiếng Việt mình không có thôi. Thì đấy là cái phần mà mình thấy rất là giống. Ví dụ nguyên âm phụ âm nó cũng có tên gọi giống với cả tiếng Việt của mình, nó cũng là nguyên âm, nó cũng là phụ âm đấy. Thì những cái đấy thì mình đã thấy là cảm giác nó rất là gần gũi, rất là dễ học rồi. Nhưng tuy nhiên nó có hai cái điểm sự khác biệt là gì đấy ạ? Nó có một cái người ta gọi là bán nguyên âm. Bán nguyên âm tức là cái G, cái chữ G thì nó sẽ gọi là bán nguyên âm. Còn cái chữ V kép này này thì các bạn tạm thời cứ nhớ là nó là chữ V kép thôi, các bạn chưa cần biết nó đọc cái gì đâu. Thì các bạn sẽ thấy nó sẽ là được coi là một cái phụ âm đôi. Phụ âm đôi thì đấy là cái cấu trúc của cái bảng chữ cái này, thì vừa có sự giống và cũng như vừa có sự khác tiếng Việt, bởi vì bản chất tiếng Việt của mình cũng là cái sự phát triển hoặc là sự kế thừa từ cái bảng chữ cái tiếng Latin, thì mình chỉ thêm những cái tiếng mới thôi và bớt đi một số các cái chữ thôi. Thì còn lại thì đa phần thì mình thấy là cái điểm chủ yếu thì nó vẫn tương tự. Thì đây là cái phần đầu tiên các bạn cần nắm được là bảng chữ cái. Tiếp theo là mình sẽ học về cách đọc và cách viết. Thì đây chính là cái việc mà mình học xem là với những cái ngôn, với những cái từ, với những cái chữ cái như thế này thì mình xem là nó có đọc giống với cả tiếng Việt hay không. Mình nhận thấy cái cách viết của nó sẽ là giống rồi, thì bây giờ mình xem cách đọc nhé. Mọi người quan sát ở trên slide này, mọi người sẽ thấy, mọi người có nhìn thấy cái bảng trên này chưa? Mọi người nhìn giúp cô nhé. Mọi người sẽ thấy là có bên cột bên tay trái ạ, đây cái cột này ạ, thì nó sẽ là chữ cái tiếng Latin. Cái thứ hai này sẽ là tên gọi của nó.
Và cái thứ ba này sẽ là cách phát âm. Nó giống như cái cách mà mình học các cái chữ khi mà mình bắt đầu học tiếng Việt ý, thì mình cũng sẽ học cái cách phát âm. Ví dụ a á ớ đọc, bây giờ mình sẽ biết đó là đọc a á ớ, nhưng đầu tiên khi mình học mình cũng phải học là cái chữ này đọc là gì. Thì với tiếng Latin cũng tương tự như vậy nhá. Nhưng cái này thì mọi người nhìn rất là nhanh thôi, không cần phải học như trước kia đánh vần từng chữ nữa. Mọi người nhìn thấy tất cả các chữ cái bên tay trái này. Đây ạ. Đây, bên tay trái này. Và cái cách phát âm của nó bên này thì mọi người có nhận xét gì ạ? Đây, đầu tiên sẽ là mình học cái phần nguyên âm trước nhé. Thì mọi người sẽ thấy cái đặc điểm gì khi vừa cách phát âm của tiếng Latin đây. Cách phát âm tương ứng của cái tiếng bên này nhé. Mọi người sẽ có nhận xét gì không ạ? Đọc thì lại là có dấu của tiếng Việt hả cô? Ừ, thì ví dụ bạn thử lấy ví dụ đi, ví dụ với những cái chữ cái nào thì đọc như nào, bạn thử đọc theo cái cách hiểu của bạn, ví dụ cách phát âm ấy, ví dụ chữ a i u này thì bạn sẽ đọc là gì ạ? Đây, cái cách phát âm là cái cột thứ ba này nhá, bạn cứ nhìn vào cột số 1 và cột số 3. Ví dụ như với chữ cái a i u của tiếng Latin này thì mình sẽ đọc là gì đây ạ? Theo bạn nghĩ, theo bạn cảm, tức là bạn có cái cách phát âm như này thì người ta viết như thế này thì tức là mình sẽ đọc là gì? Giống nhau. Đúng rồi, nó sẽ đọc giống với cả gì ạ? Vẫn đọc là a i u ở tiếng Việt. Đúng rồi, chính xác đấy ạ. Đúng rồi, các bạn sẽ nhìn thấy ba cái chữ đầu tiên này nó sẽ đọc giống y ở tiếng Việt của mình, tức là vẫn đọc là a, vẫn đọc là i, vẫn đọc là u. Thì đấy là cái ba cái chữ cái đầu tiên, chính xác ạ. Tiếp những cái chữ cái tiếp theo thì là như nào? Thêm Em giống e. Ví dụ đi ạ, bạn thử nói ví dụ với tiếng này thì mình sẽ đọc là gì ạ? E thành E. Đúng rồi, E thì sẽ đọc là E ạ. Rồi, tiếp ạ. O Rồi ạ, còn từ này thì sao? Có bạn nào biết không ạ? Ví dụ như hai từ cuối này thì các bạn sẽ đọc như nào? Y thành Uy. Uy, Đúng rồi di di thành y. ạ, chính xác ạ. Đấy, đơn giản như vậy thôi ạ. Các bạn chỉ cần nhớ đây nó là nguyên tắc ạ. Đã là nguyên tắc thì các bạn phải tuân thủ. Thì nó giống như kiểu chữ A này thì bắt buộc phải đọc là chữ A ấy, của tiếng Việt ấy. Thì đấy chính là cái nguyên tắc mà các bạn cần phải học trong buổi ngày hôm nay. Tức là tất cả những cái chữ cái bên này, chữ cái ở tiếng Latin, mọi người sẽ xem được cách phát âm của nó ra làm sao. Thì ở đây nó có hai cái cụm nhá, mọi người có thể thấy. Ví dụ chữ A, chữ Y, chữ U, bạn đã đọc thì nó sẽ có cái cách đọc giống như tiếng Việt của mình. A thì đọc A, Y thì đọc là Y, còn U thì sẽ đọc là U. Thì đây là ba cái từ đơn giản nhất, ba cái từ có cách đọc giống như tiếng Việt. Còn bốn cái từ phía sau này, mọi người sẽ thấy là cách đọc của nó sẽ khác. Thì cái cách phát âm, cách cách đọc của mình. Đấy, Ăn đi. Ăn cho mày tính bây giờ. Là sao không biết Thì mình sẽ đọc là E. O thì mình sẽ đọc là O. Cái chữ Y dài của mình là Y dài. Thì ra tên gọi của nó nếu mà đúng đọc là chúng ta ít lên. Nhưng mà tuy nhiên là nếu mà mình đọc cách phát âm Y dài Y. Trần Thị Luyến tắt mic kìa. Rồi ạ. Cái chữ O này sẽ đọc là chữ O. O sẽ đọc là O ấy, O của Việt Nam mình ạ. Y dài mình sẽ đọc là Uy nhá. Đấy, tất cả những cái việc mà các bạn đọc như nào thì về sau các bạn sẽ phải biết. Như vậy, cái chữ Z này các bạn sẽ đọc là Y. Lưu ý giúp cô nhá, là khi các bạn, bởi vì các bạn thi thì các bạn thi viết chứ các bạn không phải thi vấn đáp. Nếu mà các bạn thi vấn đáp thì các bạn phải đọc thành thạo. Ví dụ các bạn phải đọc rất là trôi chảy cái việc ví dụ Y thành Uy chẳng hạn. Nhưng tuy nhiên, do các bạn thi là hình thức thi viết nên các bạn nhớ giúp cô về cái mạch nguyên tắc để lúc mình viết ra viết đúng. Mình viết tức là viết gì? Viết cách phiên âm, cách đọc nhá. Ví dụ như mình viết chữ chữ gì nhỉ, tiếng Việt của Việt Nam, ví dụ mình viết chữ cây 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 cỏ chẳng hạn, ví dụ như vậy thì mình lúc mình viết cách phiên âm ấy phải là cờ này, ớ này, cái này không có bảng để viết cho các bạn, hoặc là y. Thì tức là sao, tức là khi mà kiểm tra của cái phần này của các bạn ấy thì tức là kiểm tra cách phiên âm, tức là các bạn phải viết lại được cách phiên âm của cái từ đấy là đọc như thế nào.
nó không phải nói là cách phiên âm của e thì các bạn đọc là e, mà về sau nó sẽ gắn liền với các cái chữ, ví dụ như này chẳng hạn. Bạn chờ một chút, nó đang bị đơ một cái gì đấy. Mọi người có nhìn thấy slide không ạ? Vẫn thế, vẫn Đó cũ ạ. lúc nãy thôi ạ. Nó bị đơ một cái gì đấy không? Nên bảo từ lần sau các bạn vào đúng giờ nhé. Không vào muộn giờ như này nhé. Rất mất thời gian cho việc xếp mọi người vào lớp. Rồi, mọi người nhìn tiếp nhá. Cái này hướng dẫn mọi người ngay từ bài đầu tiên này, không mọi người sẽ bị lẫn. Là gì ạ? Là mọi người thi là thi cách viết. Thi viết nhá, thi viết nhưng mà thi viết cách phát âm. Bởi vậy ví dụ như về sau ở những cái từ ấy mà mọi người đọc ở đây, mọi người ở trên lớp thì mọi người sẽ rèn luyện cả cách đọc nữa. Nhưng tuy nhiên là nếu mà mọi người thi là viết, nên bởi vậy nên mọi người phải biết ở những cái này nó viết là gì. Thì lúc mọi người viết phiên âm ra ấy, thì mọi người phải viết được những cái nguyên tắc này. Nên là đây là những cái tối thiểu ban đầu mọi người cần phải nắm được. Vì nếu mà mọi người thi đọc thì mọi người có thể ví dụ như là nó y uy thì lúc mọi người đọc nhanh ấy thì cũng chẳng phát hiện ra được. Nhưng do mọi người thi viết ấy thì tất cả những cái nguyên tắc này thì mọi người đều phải nắm được, để bởi vì viết ra thì cô sẽ nhìn thấy như này, cô chấm. Nên mọi người lưu ý giúp cô nhé, mình thi là thi cách viết cái cách phiên âm ấy, tức là cách viết lại cái cách đọc của mình ấy. Ví dụ y mình đọc vào uy chẳng hạn, thì trong cái lúc mà mọi người viết ý, thì mọi người viết được y dài đọc vào uy chẳng hạn, thì đấy ví dụ như vậy. Thì mọi người nhớ giúp cô nhé, đấy là cái nguyên tắc mà về sau để mình học, và cũng như là mình để mình thi là mình thi cái gì. Còn không phải là thi vấn đáp, thì vấn đáp thì mọi người có người đọc hay, có người đọc không hay, có người đọc rồi là bị luyến láy vào nhau chẳng hạn, thì cái lúc đấy thì mình không không tính đến. Thì ở trên lớp mình có thể luyện tập, nhưng tuy nhiên do là mình thi viết nên mọi người nhớ giúp cô cái phần nguyên tắc nhé. Nguyên tắc là phải nhớ cách viết ạ, cách viết cái chuyển đổi của cái cách phát âm này ra. Thì ví dụ một số cái tên gọi như bên này thì nó sẽ là những cái tên mà nó có những cái chữ cái này, thì mình đợi xem là học hết cái bài ngày hôm nay thì mình có đọc được những cái tên này, sao chung 10 phút nhỉ, đọc được những cái tên này bằng tiếng Latin hay không, thì đợi sau hết cái bài ngày hôm nay thì mình sẽ có câu trả lời nhé. Thì đấy là cái phần liên quan đến nguyên âm. Rồi mọi người sẽ thử đọc những cái chữ này nhé. Mọi người sẽ đọc theo cái cảm nhận của mọi người, tức là hiện tại mình mới đọc được nguyên âm thôi, mình được học những cái chữ là a i u rồi là e e thì đọc là o này, e thì đọc là e này, o thì đọc là o này, i thì đọc là u này, cái chữ G thì đọc là Y này. Thì mọi người thử xem những cái mà bên tay trái của cô vừa để những cái từ này này, thì xem là mọi người đọc như nào nhé. Mọi người cứ giơ tay phát biểu nhé. Còn những cái phụ âm ấy mọi người chưa học thì mọi người có thể đọc theo cái cảm nhận của mọi người, hoặc là đọc theo tiếng Việt cũng được. Còn lại tất cả những cái nguyên âm mà cô để đậm ở đây thì mọi người xem giúp cô xem là mình đọc như nào nhé. Kalium. Đúng rồi, kalium ạ. Rồi đúng chính xác ạ. Mọi người cứ Acidum. đọc theo. Acidum rồi, ok. Tính Devi. từ Devi. D. D. Nơi. Devi. Devi. Dere à cô? những cái e đấy thì Devi. đọc là gì ạ? Devi. Devi. Đúng không? Devi. Tito. Dere. Tito. Devi. Mình cứ học theo giờ, mình cứ Tito. đọc vào giờ bình thường đi. Tito. Đúng rồi, sai Bito. luôn. Bito. Bibo. 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 Rồi, o thì đấy sẽ đọc là o đúng A không ạ? mi À, lum đúng rồi ạ. a mi Nhớ lum nhá, y dài đấy mình sẽ chuyển thành quy đấy ạ. Đúng rồi, chính xác ạ. a mi lum pi ra Mi mi lum lum. ra mi Rồi. do Đấy. lum lo Cái lum chữ y đầu pi tiên ra ấy, mi thì đọc là gì lum ạ? Các bạn phi bị nhầm cái chữ đầu tiên ạ. Thì a đọc là gì ạ? phi phi Đúng rồi, quy nhá. quy Mình ra cứ để nguyên quy là chữ ra phờ đấy. pi ra Quy mi ra mi đô nung
Rồi ạ. Uy. Cái từ cuối sẽ đọc là gì ạ? In in jack không phải jack in 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 in. Rồi ok, cảm ơn mọi người ạ. Thì thực ra mọi người đã có những cái trước đây thì khi mà mọi người hình như là những cái lớp liên thông mọi người học Latin rồi đúng không? Hình như đã có đúng những rồi. Cái bạn đã qua môn này rồi đúng không? Vâng ạ. À, thế thì có thì thôi các bạn cố gắng thì mình học lại nhá. Cố gắng học lại thì có những cái gì thì mình sẽ học lại một chút. Còn những cái bạn mới á, những cái bạn mới học ý, thì cố gắng tiếp cận từ đầu, các bạn học từ đầu nhá. Còn những cái bạn nào mà đã học rồi thì coi như một lần mình đi lại kiến thức. Thì các bạn sẽ xem là mình sẽ đọc như thế nào. Thì đối với cái phần này giống như các bạn có comment ở đây này. Thì đúng chưa ạ? Mình có những cái nhận thức đầu tiên liên quan đến cái việc là mình sẽ chuyển đổi những cái gì ạ? Những cái chữ nguyên âm ở đây sang những cái cách phát âm của tiếng Latin. Ví dụ như ở đây ví dụ A, U hoặc là I, U ở đây chẳng hạn. I ở đây chẳng hạn thì mình sẽ giữ nguyên. Còn ví dụ như chữ O này thì mình sẽ bắt đầu chuyển sang chữ O. Chữ chữ ở đây không có chữ ở đây E đây thì mình bắt E đây chuyển sang bắt đầu chữ E. Những cái chữ y dài này, cái y dài này lúc đầu các bạn hay bị nhầm, chữ y dài này mình phải đọc là uy nhá, tất cả cái này mình chuyển sang uy hết, hoặc là g ở đây thì mình sẽ chuyển sang y. Còn cái cách mà mình nối như nào thì về sau thì mình sẽ học. Thì ví dụ đây là cái đáp án của cái phần này thì mọi người có thể nhìn vào để mọi người bước đầu hình dung ra là mình sẽ phải có sự chuyển đổi cái nguyên âm của mình sẽ bây giờ sẽ không giống như tiếng Việt nữa, chỉ có một số từ giống thôi. Còn lại bây giờ trong cái khoảng thời gian mình học tiếng Latin này thì mình hãy tập chuyển đổi những cái tiếng ví dụ o o hoặc là e e đấy, thì mình sẽ tập chuyển đổi sang tiếng Latin. Thì đấy là cái phần đầu tiên liên quan đến nguyên âm. Cái phần này là rất là đơn đi giản, làm nó đi học nhá. Kiểu gì mà cứ mỗi lúc nào một tí các bạn sẽ nhớ luôn giúp cô rồi mẹ còn học cũng. Rồi, thì đây là một cái nữa thì các bạn có thể viết nhanh sang cái phần chat box cũng được, hoặc là các bạn có thể tập đọc luôn cũng được nhá. Để mình đọc lại thôi, đọc lại một chút thôi. Thì mọi người có thể xem để cô liên hệ với cô Theo cái phần Zoom này như nào mà bị giới hạn thời gian ấy. Rồi cái từ đầu tiên thì mọi người sẽ có gì đặc biệt cần chú ý không ạ? Vẫn thế ạ, ăn ba. Rồi, rồi ạ, ăn là ba, cái từ thứ hai ạ. Ăn là ba. Rồi, từ thứ hai thì sao ạ? Married. Married. Đúng rồi, A và I thì vẫn giữ đúng không ạ? Marisa. Vera. Yoga. Vera. Rồi, về ra đúng yêu 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 đúng odora odora đúng rồi, có chữ o thì mình sẽ chuyển thành o ạ. Đúng rồi, u thì mình vẫn giữ nguyên, o thì mình sẽ chuyển thành o ạ. Từ tiếp theo ạ. Myopia. Myopia. Opia. Đúng rồi. Y sẽ phải chuyển thành uy ạ. Còn O chuyển thành O. Y thì Y và A thì vẫn giữ nguyên ạ. Justin Luce. I U. Kun Luce. Z. Dung Kun Đút Sở. Rồi ạ, mọi người chỉ cần hiểu là chữ U ở đây thì mình vẫn giữ nguyên là được ạ. Còn tất cả những chữ còn lại thì mình sẽ học tiếp sau đây thì mình sẽ biết. Còn chữ G này các bạn nhìn thấy nhá, cái chữ G đây này mình nhớ được chuyển thành chữ Y nhá. Đấy ạ, thì đây là cái cách ban đầu mà mọi người nhìn đây này. Mọi người nhớ giúp cô là đây là những cái phần đầu tiên nó rất là đơn giản. Mặc dù đơn giản thôi nhưng mọi người nhớ. Ví dụ những bạn nào
chưa được học cái môn này thì mọi người, những cái bạn học rồi thì các bạn sẽ rất dễ là kiểu rà soát lại kiến thức. Nhưng tuy nhiên với những bạn chào vậy, các bạn nhớ giúp cô là cái cách chuyển đổi là cái thứ nhất. Cái thứ hai là bắt đầu mình học cái cách viết, ví dụ như là mình viết phiên âm. Đây các bạn nhớ nhé, là mình đang học viết phiên âm, tức là mình đọc như thế nào, mình đọc là AL3 hoặc AL3 gì đấy. Thì khi mà mình viết ấy, mình thi cử hoặc là mình viết trong cái tiếng Latin này thì mình phải viết cách phiên âm lại. Ví dụ mình đọc là AL3 thì mình sẽ viết là A L hoặc AL B3 đấy, ví dụ như vậy chẳng hạn. Thì đấy chính là cái cách mà mình viết lại cái phiên âm mà mình đọc cái tiếng này, chứ không phải mình không phải cái chữ AL3 bên tay trái này thì chính là cái chữ gốc, còn cái bên tay này này thì chính là mình đọc cái cách mà mình viết lại cái cách mà mình đọc, viết lại cái cách mà mình đọc nhá. Thì đấy là cái phần liên quan đến đó, nguyên tắc của cách viết nguyên âm. Còn bây giờ sẽ là đến phụ âm. Thưa cô, phụ âm thì lại thưa cô cho em hỏi nói... rồi bạn nói đi ạ. Vâng, thưa cô cho em hỏi là hai nguyên âm là không được ghép với nhau đúng không? Cái gì ạ, là như nào ạ? Có nghĩa ví dụ như là cái chữ vừa nãy em là chữ ý em nói là cái chỗ bán nguyên âm với cả chữ nguyên âm ấy ạ, thì là không được ghép với nhau đúng không ạ? Ví dụ ạ, cái chữ cuối cùng ấy ạ. Đúng rồi ạ, cái này thì bạn đúng rồi ạ, mình sẽ không được, mình bởi vì là ví dụ y với u thì bạn làm sao mà ghép được giống như kiểu Việt Nam. Nhớ nhá, mình không được áp dụng cái nguyên tắc của Việt Nam vào đây nhá. Khi nào áp dụng thì cô sẽ nói, ví dụ như ghép giữa một phụ âm và một nguyên âm thì ví dụ đọc như của tiếng Việt ấy thì mình ok, nhưng mà bài hôm sau nữa thì mình sẽ học các cái nguyên âm ghép và phụ âm ghép thì mình sẽ có thêm cái phần kiến thức liên quan đến cái phần này. Thì với những cái bài đầu tiên ấy, mọi người sẽ chưa đọc được hết tất cả các chữ đâu, mọi người lưu ý như vậy nhá. Mọi người cứ học lần lượt thôi. Ví dụ với phần nguyên âm mọi người nhớ giúp cô năm nguyên tắc ở bên tay trái này, nhớ giúp cô như vậy là được. Còn tất cả những cái việc mà ghép này thì mọi người trao vào bài sau, nó sẽ liên quan đến một số các cái âm đặc biệt và một số cái cách viết, cách đọc những nguyên âm ghép và phụ âm ghép. Ví dụ khi nào thì mình được đọc là ví dụ như uo này thì là chắc chắn là mình phải học đọc tách ra đúng không? Nhưng ví dụ cái chữ y mà cái chữ u mà bạn vừa nói, g và u vừa nói thì có được ghép với nhau không? Thì mình lưu ý nhá. Thì thực ra về bản chất ấy, thì nó sẽ không được ghép với nhau, hầu hết tất cả các chữ mình sẽ không được ghép với nhau đâu. Chỉ có một số chữ ghép bài sau mình học khoảng vài chữ ấy, thì nó được ghép với nhau và được đọc thành một chữ thôi. Còn lại tất cả các cái nguyên âm đứng cạnh nhau thì mình phải đọc cách xa nhau ra. À, tức là mình phải đọc không phải cách xa, mình phải đọc tách rời nhau ra. Mình chỉ được phép ghép phụ âm và nguyên âm thôi. Nhớ nhá, phụ âm và nguyên âm thì sẽ được ghép theo kiểu tiếng Việt. Còn lại thì những cái hai cái nguyên âm đứng cạnh nhau thì mình không được ghép với nhau, chỉ có một số cặp được ghép với nhau thôi. Thì bài hôm sau mình sẽ học. Thường đây là cái nguyên tắc chung nhá, là cái nguyên tắc mà mình có thể ghép giữa phụ âm và nguyên âm giống như kiểu của tiếng Việt của mình. Giống như các bạn sẽ thấy ở đây, ví dụ như là từ V này có thể ghép với cả chữ E này chẳng hạn, thì đọc là V này chẳng hạn. Thì đấy là cái việc mà mình có thể ghép giữa một phụ âm và một nguyên âm đọc giống như kiểu nguyên tắc của tiếng Việt. Nhưng tuy nhiên, riêng về cái việc là hai cái nguyên âm đứng cạnh nhau ấy, thì như cô đã nói ở trên, thì với bài sau mình sẽ học một số cái cặp nguyên âm mà mình có thể ghép được với nhau tạo thành một chữ thôi. Còn lại tất cả các cái nguyên âm của mình thì đều phải tách xa nhau ra nhé. Tất cả các nguyên âm gọi là nguyên âm ghép và nguyên âm kép ấy, thì mình phải tách xa nhau ra. Thì bài hôm sau thì mình sẽ học cái nguyên tắc đó. Còn bài hôm nay chị yêu cầu mọi người nắm được những cái kiến thức cơ bản nhất về cái việc là mình đọc những cái chữ cái của tiếng Latin là như thế nào thôi. Còn lại thì sau hai cái bài đầu tiên ấy, bài 1 và bài 2, thì mình sẽ học đọc hầu như được toàn bộ những cái tiếng Latin. Thì đây là cái phần đầu tiên liên quan đến nhá, nguyên âm. Bây giờ sẽ đến phụ âm nhé. Mọi người sẽ nhìn trên slide này. Mọi người sẽ thấy nhìn thấy 8 cái phụ âm ở trên slide. Nó sẽ đọc như tiếng Việt của mình. Các bạn nhìn 8 cái chữ cái ở trên slide ạ. Bao gồm có chữ B này, chữ H này. Mình sẽ đọc giống như kiểu tiếng Việt trước nhé. Ở chữ B này, chữ H này hoặc là chữ H này, chữ K này, chữ L này, M này, N này, chữ P này, chữ V này. Thì đấy, tất cả những cái chữ đó thì các bạn sẽ thấy là nó đọc giống hệt với cả tiếng Việt của mình. Đấy, từ sự chuyển đổi đây, từ tiếng chữ cái.
đợi các bạn ở bên ngoài vào một chút ạ. Mọi người có nhìn trên slide cái những cái chữ mà nó giống với cả tiếng Việt của mình nhá, thì mọi người sẽ thấy nó không khác gì cả. Tức là mình đọc tiếng Việt như thế nào thì mình đọc Latin tương tự như vậy. Chữ bờ vẫn là chữ bờ này, chữ hờ thì vẫn là có chữ hờ này. Ví dụ như là hát hoặc là những cái chữ hờ, chữ hồng hoặc là đấy, tất cả những chữ đó thì mình vẫn đọc giống như tiếng Việt, chữ ca này, chữ l, chữ m, chữ n, chữ p, chữ v, thì đấy là mình sẽ đọc giống với cả tiếng Việt của mình. Đấy là cái nguyên tắc đầu tiên là liên quan đến 8 cái phụ âm đầu tiên. Thì mình sẽ xem ở những cái từ này thì các bạn sẽ đọc giúp cô nhé. Ví dụ với từ đầu tiên thì sẽ đọc là gì ạ? Mình ghép thêm với cả cái phụ âm mình đã được học ở nguyên âm mình đã được học cái phần trước nhá. Mình ghép thêm với những cái phụ âm mà mình thấy giống đọc với tiếng Việt, còn lại những phụ âm nào mà nó khác ấy thì các bạn sẽ để phía sau. Rồi từ đầu tiên sẽ là gì ạ? Vivo. Rồi. Visa. Visa. Bonus. Các bạn yêu cầu của các bạn đầu tiên là như sau, thì các bạn giúp cô là viết thử ra giấy ạ, vì mọi người là mọi người cũng kiểm tra giấy ý. Nên những bạn nào mà trước đây chưa được tiếp cận ấy thì mọi người có thể là thử viết ra giấy giúp cô khoảng năm khoảng mấy phút đấy, mọi người viết ra giấy cái cách đọc ấy, cách đọc như là giống như cô đã sửa cái phần đầu tiên ấy. Ví dụ như từ đầu tiên đọc là bibo chẳng hạn, đấy là các bạn đọc có như vậy. Nhưng ví dụ khi các bạn viết ra giấy ấy, thì các bạn xem tí nữa các bạn viết ra xong các bạn check lại với đáp án của cô ấy, thì xem có gì khác hay không. Thì mình bắt đầu với những cái chữ đơn giản nhất. Những bạn nào mà chưa được học ấy thì mọi người thử viết ra giấy xem là mọi người về sau so sánh với đáp án xem có đúng hay không nhá. Khoảng 2 đến 3 phút mọi người thử viết cái chữ trên bảng ạ. Những cái chữ này rất là ngắn ban đầu thôi, nó rất là dễ. Với những bạn học rồi thì nó có thể là đơn giản, nhưng tuy nhiên với những bạn nào mà chưa học ấy thì ban đầu thì mọi người cứ thử tập viết những cái chữ đơn giản trước ạ. Mọi người sẽ có khoảng 5 phút nhá. Cái này thì bắt buộc rồi ạ, nhưng mà do ở đây là mình đang học online nên mình cứ chủ động về việc viết thì cô sẽ cho mọi người khoảng thời gian là 5 phút. Mọi người sẽ tập viết những cái chữ này ra giấy nhá. Mọi người viết đi chứ không phải người đọc nhá. Viết ạ.
Rồi. Rồi các bạn xong rồi đúng không? Thì mọi người lúc viết ý, thì với những bạn nào mới ý, mới đây là mới học lần đầu tiên ý, thì mọi người có thấy khó khăn gì lúc mọi người chuyển đổi giữa cái, tức là mọi người viết lại cái cách phát âm của mọi người không? Để mình cứ trao đổi nhá. Vì là đang không ở trên lớp dạy online nên là khó về mặt không thể nhìn các bạn được. Nên là các bạn cố gắng nếu mà có vấn đề gì các bạn sẽ trao đổi luôn nhá. Với những bạn học rồi thì ok, các bạn có thể rất dễ dàng trong việc là chuyển đổi hoặc là cách viết chẳng hạn, bởi vì mình đã từng học qua rồi. Nhưng ví dụ với những người mới á, mọi người viết lại thì mọi người có thấy khó khăn gì không ạ? Hiện tại chưa khó khăn, quan trọng nhìn đáp án cô, nếu mà đúng rồi thì là đúng, mà nếu không đúng thì sẽ là biết là mình sai ở đâu. Sai đâu đúng ạ, rồi đồng ý ạ. Thì tức là mọi người hoàn toàn dễ dàng trong việc lúc mọi người chuyển đổi đúng không? Rồi ạ, thế từ mọi người so sánh đáp án nhé, mọi người đọc nhé. Bây giờ thì mọi người học cách đọc ạ. Mọi người viết xong rồi, khi mọi người xong rồi mọi người so sánh, bây giờ mọi người học cách đọc đi ạ. Rồi mọi người có thể đọc nhé. Bibo. Rồi đúng ạ. Bisa. Bây giờ có thể là bạn nào đấy chưa biết cái chữ sờ này thì tẹo nữa sẽ biết rồi ạ. Bonuser. Đúng rồi, nó phải là ô nhá. Bây giờ các bạn bắt đầu quen rồi ạ. Bonuser nhá. Đúng rồi, hờ thì bắt đầu là hờ. Rồi đúng rồi ạ. Hờ bắt đầu là hờ. Hora. Hora. Rồi ạ. Hydrogenium. Tức là các bạn sẽ, các bạn nhìn cái cách viết nhé, xem có đúng không ạ. Ví dụ chữ H này, à chữ Uy này, Y này phải viết là Uy chẳng hạn. N này chẳng hạn, N thì bạn chưa học, N thì tiệm nữa sẽ đọc, sẽ học. Còn cái chữ nào mà đã học ấy ạ, thì các bạn sẽ nhớ là các bạn sẽ viết đúng nhé. Còn cái gì mà mình chưa học thì có thể viết sai thì không vấn đề gì cả nhé. Rồi cái từ này thì sẽ Harry. Harry, kalium. Kalium ạ, đúng không ạ? Keratitis. Lanium là đúng. Lanium. Cái từ dưới này các bạn có thể là chưa viết đúng này. Các bạn chỉ cần viết đúng chữ M này là vẫn là M này. Mi này. Mi sờ. Mơ xìa xê. Đúng rồi. Chữ C này các bạn có thể chưa biết là viết là chữ S X ấy. Thì các bạn có thể là M L. Đúng rồi, M L ạ. Đấy, các bạn sẽ thấy là tất cả cái chữ này, vì đây ví dụ nhá, cái chữ L này các bạn nhìn. Rồi ạ, nốt lại một chút ạ. Ví dụ như cái L này nhá, các bạn đọc là L chẳng hạn. Ví dụ như là ở đây, ví dụ cái từ này các bạn không đọc là mail nhá, ví dụ tiếng Anh các bạn có thể đọc là mail chẳng hạn. Nhưng tuy nhiên với cái tiếng Latin này các bạn nhớ là các bạn phải viết phiên âm nhá. Viết phiên âm ví dụ như các bạn đọc là mail thì các bạn không phải viết là mê xong cái chữ L cuối đâu, mà các bạn phải viết hẳn phiên âm của tiếng các bạn ra là L L huyền L ấy. Thì đấy là cái, hoặc là sờ sờ về sau các bạn chẳng hạn, thì các bạn phải viết hẳn là sờ sâu huyền sờ. Thì đấy là cái cách khác nhau giữa cái việc là các bạn đọc và các bạn viết lại cách phát âm và viết bình thường. Nhớ nhá, đây là mình đang viết. Với cho em hỏi. Alo. Rồi bạn hỏi đi ạ. Vâng, tại vì em thấy trang này thì viết chữ sờ hay chữ L đều có dấu huyền, nhưng trang trước thì không thấy có dấu huyền, thì viết có dấu huyền hay không có dấu huyền không? Huyền hay không có dấu huyền thì cũng không quan trọng ạ. Các bạn viết thế nào cũng được. Tại vì lúc đầu em viết có dấu huyền, nhưng mà vì lúc em vừa nhìn thấy trang trước của cô không có dấu huyền, em lại đi gạch cái em đang đánh dấu là không được viết dấu huyền, nhưng có đọc là huyền. Cái dấu đấy thì cô không chấm nhá. Thứ nhất là cái cô giải thích này. Cái dấu đấy thì cô sẽ không chấm điểm của các bạn, bởi vì cái tùy cái cách viết của các bạn, cách đọc nó giống như gọi là gì nhỉ? Gọi là ngữ điệu ấy. Các bạn có thể đọc là L, có thể đọc là L ấy. Thì lúc các bạn phiên âm ra các bạn có dấu hay không có dấu cũng không quan trọng nhá. Quan trọng nhất là các bạn phải biết cái từ này này, ví dụ L, L này thì đọc là L mà, thì các bạn phải biết là L L mình L chứ. Hoặc là thì các bạn không thể biết là L được, ví dụ ở trên kia nó là cái chữ S. Đúng rồi. S này thì các bạn phải biết là nó. Ôi cái từ nanonium này, nanonium hay nanoninum à? Um ạ. Um ạ, có từ cô biết, có cái từ cô biết sai đấy, thì các bạn cứ sửa nhé. Vâng. Từ nào mà dễ mà cô biết sai thì mọi người cứ chủ động sửa nhé. Vâng.
con ạ. Ừ. Đây thôi, đúng rồi đấy ạ. Rồi cái số 3 thì sao? Có gì từ gì khó không ạ? Na su sa. Rồi cái từ đầu tiên các bạn có thể chưa biết nhá, cái từ S ý, các bạn có thể chưa biết tại sao viết là na su sa thì các bạn sẽ học sau. Na di sa. Na su sa. Đúng rồi ạ. Nó không phải là na sờ u sờ nữa kiểu như vậy, hoặc là na su sờ nữa, na du sờ. Thì về sau các bạn học cái cách đọc chữ sờ này thì các bạn sẽ biết này, các bạn chỉ cần đúng những cái chữ bên này là được và cái cách viết như bên này là được. Tiếp vào. Ôi vitamin vitaminum chứ phải vitamin num. Đây này, thực ra nó không trong cái quyển sách của mọi người ấy. Đây cô giải thích. Vitaminum. Check các bạn cho cô để giải thích. Rồi, mọi người check đáp án xong rồi đúng không ạ? Cô sẽ giải thích cho mọi người như sau nhé. Cái cách mà mọi người ghép ý, thì mọi người thực ra nó không dạy mọi người ghép như nào đâu, nhưng cô quy định cho mọi người cái nguyên tắc nhé, là mọi người cứ ghép tối đa cái nguyên âm, à cái phụ âm với cái nguyên âm nhé. Ví dụ như ở đây vitamin nhá, thì các bạn không num nữa mà các bạn sẽ là num luôn, các bạn sẽ ghép tối đa. Ví dụ như khi nào mà mình ghép được ý, thì mình sẽ ghép phụ âm và nguyên âm giống như kiểu của tiếng Việt mình luôn, hiểu không ạ? Tức là chỗ này mình không tách ra là num nữa mà mình sẽ ghép luôn cái chữ u này, bởi vì mình vẫn ghép được với chữ n này mà, trừ khi với những cái nguyên tắc nào mà nó quy định là không được ghép, hoặc là với những nguyên tắc nào mà hai cái nguyên âm hoặc là hai phụ âm đi cùng nhau mà không được ghép hoặc phải tách rời ý. Còn lại với cứ cái nguyên âm và phụ âm đi cạnh nhau như này, phụ âm đi trước, nguyên âm đi sau thì mình ghép giống như kiểu của tiếng Việt nhé. Hiểu không ạ? Hiểu rồi, đại khái là đoạn cuối không cô? Phần âm cuối thì có thể ghép thành ba âm, vì nó hết cái âm của cái sau chữ M, không còn âm phụ nguyên âm nữa, lên thành ra ghép chung luôn cái phụ âm lên trên đúng không ạ? Tức là đầu tiên các bạn phải ghép phụ âm trước đã, không quan trọng với chữ cuối là gì nhá. Đây là chữ phụ âm, bạn đang bảo là tại sao không đọc là NU đúng không? Không đọc, vâng ạ. Mình không tách cái chữ N này ra nữa, mà mình để chữ N mình ghép với chữ U luôn, bởi vì nó là phụ âm và nguyên âm nhau, mình có thể ghép được. Nếu mình không tách cái chữ N ấy, cái bản chất của nó không phải là cái chữ M đằng cuối, và bản chất của nó là chữ N và chữ U, thì các bạn không tách nhau ra. N và U là phụ âm và nguyên âm giống nhau. Đấy, thì mình sẽ ghép nhau, mình sẽ ghép tối đa nhất có thể. Thực ra nó không có quy định trong nguyên tắc trong cái quyển sách của các bạn nên nó không có quy định này. Thì thông thường cô dạy mọi người ấy, thì cô sẽ nói là sẽ ghép tối đa nhất có thể. Và nếu mà ví dụ trong trường hợp nào các bạn ghép, ví dụ đây các bạn đọc là nu mờ chẳng hạn, các bạn hiểu với cô nu mờ đúng không? Em vào nu mờ ra nó vẫn đúng đúng không? Nó không có gì sai cả, vì nó không có nguyên tắc gì cho cái vấn đề này. Nhưng mà các bạn, nếu mà các bạn ghép được ấy, thì các bạn vẫn cứ ghép tối đa nhất có thể nhá. Tối đa ví dụ đây là nu chẳng hạn, hoặc là nếu mà bạn nào đọc là nu mờ, nếu mà cô chấm thì cô vẫn cho điểm. Nhưng quan trọng các bạn không đọc là num, các bạn phải đọc là nu mờ hoặc là num, tức là ghép tối đa về trước, xong rồi các bạn mới để còn dư lại cái gì thì các bạn để phía sau. Bởi vì nó không có nguyên tắc ở trong sách nên là mình không chấm trong nguyên tắc, mà đây là cái nguyên tắc mà các bạn hỏi thì cô cũng sẽ nói luôn là cái việc là mình ghép tối đa cái phụ âm và nguyên âm như thế nào. Còn nếu trong quá trình các bạn viết ý, mà bạn nào viết là nu mờ cô vẫn cho điểm, hoặc là bạn nào viết là num vẫn cho điểm, nhưng viết là num thì không cho điểm. Rồi các bạn ghi nhớ cái này nhé. Cái này là lúc cô dạy cô cũng sẽ thống nhất với mọi người luôn. Để cái việc là mọi người đọc cũng như mọi người thi như nào và mọi người đánh điểm như nào thì cô vẫn cho mọi người điểm trong trường hợp nào. Quan trọng nhất là mọi người nắm được cái nguyên tắc thôi. Rồi, thế là xong cái phần đầu tiên nhé. Thì mọi người đã có những cái bước hình dung đầu tiên rồi, thì bây giờ sẽ đến những cái phụ âm mà khác với tiếng Việt. Mình cũng đã học được một phụ âm ạ. Rồi bạn hỏi đi ạ. Cái chỗ vắc silum ấy ạ. Tại sao chỗ vắc thì là chữ sờ, còn chữ si thì nó lại là chữ x gì ạ? Đúng rồi ạ, thì bạn chưa học đến chữ sờ nên tẹo nữa học đến chữ đấy thì bạn sẽ hiểu tại sao ạ. À vâng, ok ạ. Rồi, cái chữ đấy thì chưa đọc. Các bạn cứ đảm bảo tất cả những cái gì mình đã học từ cái slide này trở về phía trước các bạn biết đúng là được. Còn ví dụ như chữ sờ, chữ c các bạn chưa học này, còn chữ s, chữ x, chữ r, các cái chữ mà mình chưa học ấy thì các bạn có quyền sai nhá. Nhưng mà sau đây khi mà các bạn học những cái nguyên tắc này, cái nguyên tắc tiếp theo thì các bạn sẽ học nữa.
Đây chính là cái mà các bạn bạn Đỗ Thanh Tuấn tắt bộ mic cái rồi, ôi vàng không thể nghe được cô nói gì. Rồi các bạn lưu ý nhé, trong cái quá trình mình chữa bài tập ấy thì các bạn bật mic, và sau khi đến phần giảng xong thì các bạn tắt mic luôn nhé, nó rất là ồn ạ. Rồi mình chú ý một chút, đây là mình sẽ học. Còn bạn Cầm Thị Truyền ơi, tắt nốt đi. Rồi ạ, mọi người nhìn trên slide giúp cô, thì đây là những cái chữ mà nó sẽ khác với cả cái cách mà mình viết tiếng Việt. Mình nhìn giúp cô cái danh sách ở bên tay trái này ạ. Nó bắt đầu khó hơn rồi đấy ạ, bởi vì mình phải nhớ những cái nguyên tắc khác với tiếng Việt rồi. Mình sẽ không phải đọc theo cảm tính nữa, và từ bây giờ là tất cả những cái này nó đã có nguyên tắc rồi. Chữ giờ của mình sẽ đọc là gì đấy ạ? Chữ đờ. Đê. Đúng rồi. Đê tức là đờ, đúng rồi. Đờ. Mình phát âm nguyên âm, đúng rồi. Thì tùy mọi người thôi, cái này không sai gì cả. Vì mình không phải là bắt bẻ các bạn trong cái vấn đề đấy, mình chỉ cần nắm được nguyên tắc thôi. Còn chữ F này thì mình sẽ đọc là gì ạ? Phờ nhá. Phờ. Mình sẽ biết luôn là phờ ấy, các bạn hiểu ý cô. Tức là cái cách phát âm của mình là phờ. Phờ. Tức là nếu mà trong tiếng Anh thì nó chỉ là một cái chữ mà nó là cổ họng không rung mà chỉ phát ra tiếng âm gió thôi. Nhưng ví dụ ở đây thôi, tiếng Latin với tiếng Việt của mình cứ đọc thật là nặng cũng không vấn đề gì cả. Cái này thì cũng không bắt bẻ gì các bạn trong cái quá trình mà các bạn phát âm. Ví dụ chữ phờ này các bạn có thể đọc là phờ, hoặc là viết cũng phải là phờ nhé. Đọc là phờ và lúc viết phiên âm ấy, cũng phải là viết là phờ. Nếu giúp cô ạ. Chữ g này các bạn đọc là, thực ra nếu mà tên gọi của nó sẽ là chữ này, sẽ là chữ g. Nhưng mà ví dụ cái cách phát âm của bạn ấy sẽ giống như kiểu chữ g của Việt Nam, g kép ấy ạ. Và khi các bạn viết, các bạn cũng phải viết là g kép. Chữ q này, chữ q này ạ, thì các bạn lúc các bạn đọc ấy, thì các bạn cũng đọc là quờ như này nhá. Quờ, viết ấy, viết cũng đọc thì giống như chữ quờ của nhà mình. Còn viết các bạn cũng phải viết như chữ quờ. Ví dụ cứ viết là chữ Q này thì các bạn sẽ phải viết là chữ quờ này. Thì đấy là chữ quờ. R này thì các bạn vẫn là R, thì các bạn vẫn là đọc là R thôi. Cái phát âm là R, R giống như kiểu của tiếng Việt mình, không có gì khác cả. Còn chữ Z này ạ, chữ Zeta mà người ta gọi tên là Zeta ấy, thì cái cách đọc của bạn sẽ giống là chữ R. Cách đọc và cách viết nhá. Nhớ là cách đọc và cách viết đấy. Lúc các bạn viết ra ấy, thì cũng phải là giờ, chứ không để là Z nữa. Chữ G đấy không để là G đôi như này nữa, không đọc là G nữa mà là phải viết, lúc viết ấy, để viết là chữ G. Mặc dù hai cái cách đấy nó giống hệt nhau, G và G kép ấy, nhưng mà tuy nhiên cái lúc mà các bạn viết phiên âm ấy, thì các bạn phải viết là cái chữ bên cột bên này này. Thì đấy là cái bạn, các bạn nhìn lại một lần nữa nguyên tắc nhé, và các bạn áp dụng. Đọc giúp cô những cái từ này, các bạn viết lại nhé. Đến bây giờ thời điểm này thì các bạn cần phải viết rồi đấy ạ. Bởi vì nó có những cái từ mới này rồi, thì cái cách mà các bạn viết ý, thì các bạn phải viết lại được những cái từ đó. Nó không đơn giản như những cái chữ trước nữa rồi. Bây giờ nó bắt đầu sang cái giai đoạn khó hơn rồi. Có thể những bạn trước đã quen rồi, nhưng những bạn mới á, các bạn tập cái cách viết từ, chuyển đổi từ những cái chữ này sang những cái chữ bên này đấy ạ. Cái cách phát âm của mọi người thì mọi người thử viết lại giúp cô đấy ạ. Các bạn có attach được cái file lên trên cái phần phần chat này không ạ? Bạn nào thích thì các bạn có thể viết vào phần chat giống như kiểu của bạn Tùng ấy nhá. Bạn ấy cũng có để vào phần chat này này. Thì ví dụ có những cái từ mà trước đây bạn ấy chưa đọc được này. Không phải chưa đọc được mà là có những cái chữ vẫn viết sai, nhưng mà đa phần là bạn ấy viết khá là đúng ấy. Có những cái chữ ví dụ như là hydrogenium này này. Mặc dù đọc các bạn đọc hydrogenium là đúng nhá. Nhưng ví dụ bạn ấy viết như này thì cái chữ g này sẽ là sai này. Và lưu ý giúp cô, giữa tất cả cái chữ này đều có dấu gạch ngang nhé. Nhớ giúp cô ạ. Tất cả giữa những cái chữ mà các bạn đọc, các bạn để dấu gạch ngang giúp cô. Rồi mọi người có thể tập viết nhé. Để vào phần bóc chat cũng được, cô cũng có thể nhìn thấy nhé. Nếu bạn nào ngại viết ra giấy thì các bạn có thể viết ra cái phần đó.
Rồi mình có thể chữa bài được chưa ạ? Rồi ạ. Rồi ạ. Rồi mình thử chữa bài nhá. Thì ở bên này cái phần bên này thì cũng có bạn để đáp án vào cái mục box chat này thì cô cũng sẽ để check nhá. Bạn cũng sẽ check xem đúng chưa? Bạn bạn Tùng gì đó nhá. Thì trong cái quá trình các bạn viết ý, thì giống như bạn Nguyễn này, bạn sẽ gạch ngang ở giữa nhá. Gạch ngang giữa các từ ở giữa. Trong quá trình chấm nhá. Thì cô cũng sẽ chấm cái gạch ngang này luôn nhá. Thế là nguyên tắc nhá. Ok, cảm ơn bạn. Rồi mình sẽ xem cái tất cả những cái gì đã là nguyên tắc ấy, nó có thể là không quy định với cái việc mà gạch ngang hay gì đó, nhưng với cô nhá thì cô sẽ quy định luôn từ đầu để cho mọi người dễ thống nhất ấy, chứ không để cứ người này viết như nọ người kia viết như kia đều rất khó chấm, mọi người viết tuần viết xa ấy. Rồi mình sẽ xem đáp án ạ. Rồi cái này các bạn đọc giúp cô nhá. Denisa. Đúng rồi, dancer, dancer các bạn tùy các bạn nhé. Các bạn thích hạ giọng hoặc các bạn thích lên giọng thì các bạn thích thế nào cũng được nhé. Nghĩa là các bạn biết được là cái chữ cuối cùng, thực ra S mình chưa học, nên các bạn nhớ S về sau mình học là nó là chữ X, X thì nào có chữ sơ, có chữ sờ thì các bạn phải biết cả ra như vậy. Chữ đen này thực ra là các bạn giống như cái này, các bạn ghép tối đa thì các bạn sẽ đọc là đen luôn, chứ các bạn không đọc là đen, nơ sơ nữa. Ví dụ như vậy thì nó rất là dài ấy, thì các bạn đọc là nên đen sờ luôn. Rồi tiếp ạ. Đa. Đa. À. Tiếp ạ. Polyum. Polyum. Các bạn biết là gì? Các bạn check cách viết nhá. Các bạn đọc rồi các bạn check cách viết nhá. Ví dụ chữ F này các bạn viết là phờ nhá. Thì nếu mà các bạn đọc là folium ý, nếu mà kiểm tra check viết ý, thì các bạn không, bây giờ không biết là các bạn sẽ viết như nào, nhưng mình kiểm tra viết nên cô sẽ chấm cái từ bên tay phải của mọi người. Mọi người có thể đọc là folium, nhưng mà lúc viết ra thì mọi người phải viết là phờ, phô như thế này, lium như thế này thì mình mới được điểm. Chứ nếu mà mình đọc ở bên này mình đọc là folium nhưng mà bên phải mình lại viết là chữ F ý, F xong rồi chữ O thì mình sẽ không được tính điểm nhá. Tiếp ạ. Folosa. Đúng rồi ạ, phờ nhá. Chữ F đấy đọc là chữ phờ nên lúc mình viết đây các bạn nhìn folosa nhá. Đúng rồi đấy ạ. Phải viết hẳn ra cái chữ F đấy đọc là chữ phờ, nếu mà mình không ghép được với cả cái nguyên âm nào cả thì mình phải viết luôn là chữ phờ. Phờ folosa. Cô cho em hỏi một lát ạ. Rồi cái chỗ mà cái chỗ phá lô xà mình không thêm chữ ơ thì có được không ạ? Không ạ, cái này bởi vì nó là cái cách viết ạ, cái cách viết phiên âm ạ, thì mình đọc là chữ phờ, tức là phờ lô xà thì mình phải viết hẳn ra là phờ ơ phơ huyền phờ, tức là mình đọc là phờ ấy bạn ạ. Bạn hiểu ý mình không? Vâng. Đúng rồi, mình phải viết ra cái cách mà mình đọc ấy, mình đang viết lại cái cách mà mình đọc. Còn lúc bạn đọc thì bạn có đọc là folosa thì mình cũng không biết là bạn đang vì là không kiểm tra được là giao tiếp, tức là kiểm tra vấn đáp, nên lúc các bạn viết như này thì các bạn phải viết cả thì mới đúng cái phần. Nó không phải là nó giống như kiểu phiên âm bạn ạ, phiên âm tiếng Anh ấy, thì đây kiểu như phiên âm tiếng Latin ấy, thì bạn viết như thế để lúc người ta nhìn vào người ta biết cách đọc. Vâng ạ. Từ tiếp theo ạ. Genatinum. Đúng rồi, gelatinum. Đúng rồi. Thì nếu bạn đọc là gelatinum ấy thì cô cũng sẽ không biết cái từ đầu tiên này bạn sẽ viết là gì, đúng không? Tức là bạn có thể g này cũng là đọc là g mà g kép cũng là g. Bởi vậy nên nếu mà bạn viết phiên âm ra thì bạn phải viết như này thì mới là tính điểm. Mặc dù lúc đọc ấy, dù bạn viết là g hay g nào đi chăng nữa thì mình vẫn đọc là g, đúng không? Nhưng lúc viết thì bạn phải viết như này. Rồi ạ, mấy bạn, các bạn bên này đúng rồi ạ, các bạn bên này các bạn cũng chuyển luôn thành g kép rồi đấy ạ. Rồi, từ tiếp theo ạ. Genu rồi đúng không? Rồi, rất là dễ. Tiếp bạn, từ tiếp theo ạ. Serologia. Serologia. Đúng rồi, serologia. Cái chữ S đầu tiên các bạn chưa đọc nhá. Ví dụ các bạn đọc là sero
serologia chẳng hạn, cô cũng sẽ không thích hợp các bạn đọc là sờ nặng hay sờ nhẹ, đúng không ạ? Thì thực ra mình không chấm điểm cái cách các bạn đọc, mình chỉ chấm điểm cái cách các bạn viết thôi. Nên các bạn sẽ phải viết được là C. Từ C đấy thì phải về sau mình giao chữ sờ. Nhưng đấy, ví dụ đấy là cái cách mà tại sao lại phải viết đúng. Cái mà các bạn đọc là gì thì các bạn viết đúng. G đây các bạn cũng sẽ là ghi. Giống như hai bạn bên này đúng rồi đấy ạ. Hai bạn bên này serologia rồi ạ. Đúng rồi ạ. Rồi tiếp ạ. Cái từ này sẽ đọc như nào? Quantum. Quantum. Quantum satiser. Đúng rồi đấy ạ. Ví dụ các bạn đọc, cô sẽ không biết các bạn đang đọc là sờ nặng hay sờ nhẹ đúng không? Không biết các bạn đang đọc kiểu gì. Nhưng viết được thì các bạn phải viết được như này ạ. Quantum satiser. Đúng không ạ? Đúng. Cái chữ sờ tẹo nữa các bạn sẽ đọc, nó sẽ phải đọc là sờ nhẹ. Thì các bạn sẽ phải viết là satiser. Thì bây giờ hiện tại thời điểm này các bạn có thể viết sai không vấn đề gì cả. Nhưng các bạn phải biết được là cái cách mình viết chữ quan đi kìa. Thì mình sẽ ghép vào luôn này. Quantum này. Mình không đọc là quantum nữa. Rồi mình ghép thành quantum luôn. Giống như kiểu tiếng Việt của mình. Để cho nó đỡ bị dài ạ. Và cái nguyên tắc người ta cũng là ghép ghép tối đa nhất có thể. Rồi cái từ tiếp theo. Từ tiếp theo thì dễ rồi đúng không? Từ tiếp theo sẽ đọc là gì ạ? Routinum. Routinum. Dễ rồi. Từ tiếp theo ạ. Recipe. Đúng rồi, cái từ tiếp theo sẽ là re, đúng rồi. Còn cái chữ cờ đấy mình chưa biết đọc là gì, mình có thể đọc là nhưng mà nó sẽ là sờ, về sau mình sẽ biết đọc là sờ. Thì nhiều bạn ở đây cũng đã biết rồi. Nhưng mà nếu bạn nào chưa biết ý, thì các bạn có thể đọc là recipe, các thứ cũng được, không vấn đề gì cả. Nhưng mà ví dụ ở đây, đây chữ pờ này thì đọc là chữ pờ thì các bạn biết như này nhá. Rồi, từ tiếp theo, từ này hơi khó hơn một chút này. Re. Zingi đúng rồi ạ, nó sẽ là zin nhá. Zin ạ. Z này thì phải đẹp viết là gì ạ? Zin đọc là e à cô? Bỏ a à cô? Không phải bỏ a mà bài hôm sau mình sẽ học ae sẽ đọc là e. Nó là thuộc một trong mấy cái cụm từ mà mình có thể ghép vào với nhau ạ. Thì hôm sau mình sẽ học, hôm nay các bạn đọc là AE không vấn đề gì cả. Nhưng bài hôm sau, sau khi học xong các bạn phải biết đọc đây là CE chứ không phải đọc là CAE nữa. Ozone. Ô gì ạ? Ozone. Đúng rồi, ozone. Đúng rồi, ozone. Đúng rồi, ví dụ như từ này các bạn có thể đọc là ozone E đúng không ạ? Nhưng mà thường bây giờ thì mình để ghép cho nó thuận thuận lúc mình nói thì nó sẽ phải đọc là ozone thì nó sẽ thuận hơn là ozone e đúng không? Thì các bạn sẽ tách bôi ra, các bạn ghép ở bên trước một cái và bên sau một cái không vấn đề gì cả. Còn nếu mà bạn nào viết là ozone e thì thực tế thì nếu mà cô vẫn cho điểm. Nhưng mà nếu mà các bạn đọc bình thường ấy thì các bạn nên đọc là ozone, mình tách ra ghép cho nó hợp lý thôi chứ cũng không có một cái nguyên tắc như kiểu tiếng Việt của mình đâu. Như kiểu tiếng Việt của mình là các chữ rời rạc ấy thì nó ghép với nhau, còn cái này nó giống như kiểu nối âm đúng không? Nó như kiểu là mình có thể nối bên nọ đối bên kia sao cho nó hợp lý. Thì những cái đấy không phải là những thứ quan trọng nhất. Những thứ quan trọng nhất là cái cách mà các bạn đọc thôi. Ví dụ như O, O các bạn biết là O này. Z các bạn biết đọc là O này. Đấy, đấy là những cái quan trọng hơn trong cái phần hôm nay. Còn những cái kia thì các bạn sẽ tối đa nhất có thể thôi. Còn lại thì cô vẫn sẽ có những cái sự du di cho mọi người nhất định. Rồi, như các bạn biết ở bên này này, gần như các bạn biết gần đúng hết đấy. Chỉ có một số các cái phần mà các bạn chưa học. Ví dụ như AE đọc là E chẳng hạn thì các bạn chưa biết. Hoặc là cái chữ sờ ấy, sờ thì bây giờ mình sẽ học đây thì các bạn sẽ biết cách viết chữ sờ đây. Còn lại đa phần là các bạn biết đúng hết rồi. Thì đấy là những cái nguyên tắc đầu tiên các bạn cứ nắm chắc được ở trên lớp là về nhà các bạn không cần phải học lại đâu. Rồi, đến tiếp theo các bạn sẽ học một cái chữ khác biệt này. Thì đây chính là những cái chữ mà các bạn có thể là chưa biết cách đọc trong những cái bài lần trước thì bây giờ mình sẽ học nhá. Đầu tiên ạ, chữ cờ tiếng Việt này thì các bạn sẽ thấy đọc là gì ạ? Vẫn đọc là cờ thôi, là ca. Ca. Chữ cờ cũng có thể là có chữ sờ. Thì khi đọc là chữ ca, còn khi đọc là chữ sờ thì chữ ca khi mà nó đứng trước a o u thì nó sẽ là chữ ca, thì bản chất nó vẫn là chữ cờ của Việt Nam mình ạ. Bản chất nó vẫn là cái chữ cờ ấy. Đọc khi mà mình phát âm ra bằng lời ấy, thì nó vẫn là chữ cờ. Còn nếu mà khi mà mình đứng trước cái nguyên âm sau này, có chữ e này, chữ y này, chữ y dài này, a e này và o e này thì mình sẽ phải đọc và chuyển thành chữ sờ. Ví dụ cho các bạn ở bên này nhé. Ví dụ như cái từ bên này thì các bạn sẽ đọc là gì? Phía đâu là chữ K
thực ra là vẫn là chữ cờ thôi, tức là thực ra cái cách mà các bạn đọc lên ý, thì nó vẫn sẽ cờ. Nhưng khi các bạn viết ý, thì ví dụ như cái từ bên này thì các bạn sẽ viết là gì? Các bạn có thử thử viết cái từ đầu tiên vào trong cái box chat này, cô thử xem các bạn viết là gì. Rồi mình sẽ học nốt một số cái nguyên tắc này nhé. Một số cái nguyên tắc sau mình sẽ nghỉ giải lao ạ. Sau lúc đấy thì cô sẽ giải quyết cái vấn đề Zoom này. Yeah. Mọi người sẽ vào lớp tiếp cái phần liên quan đến các cái phụ âm nhé. Thì mọi người nhìn thấy ở đây là cái chữ C của mình ạ. Thì như mọi người đã thấy ở phần phần trước là cô đã giới thiệu cho mọi người cái cách mà mình đọc cái chữ này rồi. Cái chữ C này có thể đọc là chữ cờ, ca cờ, thì cái đấy thì nó giống hệt nhau, cách phát âm của mình rồi nó giống nhau. Còn cái chữ C mà khi mà đứng trước cái chữ các cái nguyên âm đặc biệt ý, là e, i, y dài, a, e và o, e, thì các bạn sẽ chuyển sang chữ sờ. Thì ví dụ với những cái từ ở bên này nhá, thì mọi người sẽ thấy là đây cái cách, đây cái cách mọi người viết đây, thì thực tế về mặt bản chất ý, mọi người viết là ca, ca kia cũng được, hoặc là cờ này cũng được. Vì ví dụ cô nhìn thấy một số sách ấy, nó viết là ca, có một số sách nó viết là cờ. Nên ví dụ bây giờ các bạn viết là gì vẫn cho điểm nhá, ca hay cờ ấy. Ví dụ đây các bạn viết là ca đều ok nhá. Quan trọng nhất là các bạn chỉ cần không nhầm lẫn giữa cái ca, ca này với cái chữ sờ này thôi là được. Còn cái chữ ca này và cái chữ cờ này, bởi vì đọc nó các bạn biết là ca hay cờ đều được, mà nó là phiên âm cái cách viết, nên là cái cách viết của mình là ca, tức là viết cái đọc của mình là ca, thì lúc mình viết ra có thể là cờ a ca hoặc là ca a ca cũng được ấy. Nhưng thực ra cô hay viết là ca như thế này để cho mọi người dễ hình dung cái cách viết hơn, cái cách đọc hơn. Thì đấy là cái cách mà các bạn phiên âm nhá. Thì ví dụ cái từ thứ hai ấy, chữ cờ này sẽ đọc là gì ạ? Cái chữ C này sẽ đọc là gì ạ? Color. Nó vẫn là chữ, sẽ là chữ cờ, chữ ca đấy ạ. Mình bây giờ mình thống nhất là chữ cờ, chữ ca thì đều được nhá. Chữ đó là color. Tiếp ạ. Cái chữ tiếp theo sẽ là gì ạ? Cutiso. Nó vẫn là chữ ca, chữ cờ thì đều được. Rồi. Tiếp tục ạ. Era. Rồi, Sera, đúng không? Sera. Thì bây giờ các bạn đã biết cái cách mà các bạn đọc cái chữ này trước những cái nguyên âm này rồi. Chữ E này thì các bạn phải đọc có chữ sờ, đúng không ạ? Thì nó sẽ là Sera, đúng không ạ? Tiếp ạ. Sito. Rồi, Sito ạ, đúng không ạ? Sẽ không phải là Kito nữa mà là Sito ạ. Tiếp ạ. Đúng rồi, nó là suy ạ. Nó là suy chứ không phải là quy nữa nhá. Nó là suy gì đấy ạ? Suy ane u sờ. Đúng rồi ạ. Thì ví dụ như có bạn, bạn ấy ghép theo kiểu là suy an, đúng không ạ? Suy an e u sờ, đúng không ạ? Nhưng mà thì thực ra nhá, nếu mà đọc kiểu gì nó cũng sẽ được thôi, nó không vấn đề gì cả. Nên là đọc kiểu này sẽ là nó là thuận nhất, ví dụ suy an e u sờ. Cái u sờ này thì không thể nào mà ghép được với nhau, không đọc là us giống như kiểu tiếng Anh được rồi. Mà ví dụ có ba cái từ này này thì các bạn có thể đọc an e, và các bạn đọc là an gì, an e, thì thực ra cái từ an e nó sẽ có vẻ hay hơn, đúng không ạ? Thực ra nó không có nguyên tắc đâu ạ. Nó không có nguyên tắc ghép như nào cả, nên các bạn đọc như thế nào cũng được.
Thì quan trọng nhất ở đây các bạn cần phải phân biệt được cái chữ C đấy thôi. Chữ C đấy các bạn đọc là suy, chứ các bạn không được viết là quy. Và cái chữ cuối cùng các bạn không được đọc là us, mà các bạn phải đọc là gì ạ? User. Đó, thì chính là cái nguyên tắc quan trọng nhất mà các bạn cần phải nắm được. Thì đây, ví dụ như một loạt các chữ C đây, các bạn thử viết nhá. Vừa nãy là các bạn đọc rồi, bây giờ các bạn thử viết trên giấy ạ. Và các bạn viết ở box chat ạ. Các bạn xem cái cách phiên âm. Thì xem các bạn viết lại có đúng không ạ? Cora. Rồi mọi người sẽ chữa bài ạ. Mọi người có từ nào khó trong số những từ này không ạ? Có từ nào bị khó không? Rồi mình sẽ nhìn đáp án nhé. Các bạn so đáp án xem là các bạn có làm đúng hay không. Các bạn đọc luôn nhé. Từ đầu tiên sẽ đọc là gì ạ? Cô rờ. Rồi cô đó sẽ là cờ. Rồi tiếp từ tiếp theo ạ. Khê dê bà rùm. Cái chữ cờ đấy sẽ đọc là gì ạ? Cái chữ C đấy sẽ là gì ạ? Đúng rồi ạ. Sở Cê bờ rồi tiếp ạ. Medicina. C này sẽ phải đọc vào chữ sờ đúng không ạ? Rồi đúng không ạ? Medicina. Cubitusa. Cờ này thì sẽ phải đọc vào chữ cờ đúng rồi chính xác. Tiếp ạ. Kae kusa. Các bạn nhìn lại nguyên tắc bên tay trái ạ. Từ C này sẽ đọc là gì ạ? C. Đúng rồi. Hôm sau các bạn sẽ biết là AE ở đây. Đúng rồi. AE sẽ phải đọc trước AE sẽ phải đọc là gì ạ? Là S đúng không ạ? Là S không phải là K nữa ạ. Mà là S. Đọc là S thì đọc là gì? Đọc mỗi là S không hiểu không? Không, không phải đọc là S không. Mà các bạn đầu tiên phải xác định. Đầu tiên các bạn phải xác định đọc là sờ đã. Thì hôm sau các bạn biết từ AE sẽ đọc là E. Thì các bạn sẽ là xe. Từ cờ tiếp theo sẽ là gì ạ? Ca. Đúng không? Đúng rồi, sẽ đọc là cờ. Chứ không phải đọc là ca đấy. Không phải đọc là sờ nữa. Và từ cuối cùng ạ? Sờ. Không phải là sờ ạ. Cờ đấy sẽ đọc là gì ạ? Cô Ena. Bạn đối chiếu đáp án giúp cô ạ. Đây ạ. À, Sơn à. Sơn à. Cái này là xe nhá. Cái này là xe này. Medicina.
Sina. Sina. Ubi susah. Mọi người có từ trong đây không ạ? Mọi người chỉ lưu ý giúp cô cái từ mà mọi người sai, cái từ ae vừa rồi ý, thì nó sẽ phải là đọc là sờ nhá. Mà ae hôm sau mọi người sẽ đọc là e, nó sẽ là xe cu sờ nhá. Thực ra nếu mà mọi người nó có thêm một cái phần nữa, mọi người ví dụ ae đọc là e đấy, xong rồi sờ đấy các bạn sẽ à cờ đấy các bạn sẽ đọc là sờ nhá. Thì đấy, thì có từ đấy là khó thôi. Còn cái từ OE này, từ ra OE này hôm sau các bạn sẽ đọc nó sẽ là gì ạ? Sơ nhá. OE sẽ là ơ, nên các bạn sẽ đọc là gì ạ? Là sơ. Còn OE ở đây thì trước đấy thì cái chữ cờ này các bạn phải biết là sơ. Được. Còn những cái nguyên âm kép này là những nguyên âm kép này, hôm sau các bạn sẽ học. Cái slide này thì chỉ mong các bạn nhớ được cái từ cờ thôi. Cái từ cờ đấy khi nào đọc là ca và khi nào đọc là sờ. Còn hai cái kép này này, hai cái ae và oe này, thì hôm sau các bạn sẽ học là ae thì đọc là e, còn oe thì đọc là ơ. Thì hôm sau các bạn sẽ biết thì là nó sẽ là cái từ này. Thế thôi, còn lại cái từ khác thì nó rất là đơn giản rồi, không vấn đề gì cả. Chỉ cần nhớ cái chữ cờ biến đổi như vậy thôi. Tiếp nữa thì là cơ số 2 đi cô. Cái chữ b, chữ bờ đi cô. Tức là bờ đúng rồi ạ. Room hay là C R B room ạ? Nó là bờ ạ. Các bạn đọc là bờ đúng không ạ? Thì các bạn phải viết phiên âm là bờ. Còn thực tế hôm sau các bạn cũng sẽ học ví dụ như bờ R thì sẽ phải viết thành bờ bờ bờ. Xong rồi R. Tức là các bạn đang hiểu từ đầu ý là cô luôn nhấn mạnh là các bạn đang viết lại cách các bạn đọc. Viết là bờ không được. Mà các bạn phải viết là gì ạ? Bờ 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 là các bạn đọc. Mẹ bông bánh đâu? Bố hả? Alo, alo cô giáo ơi. Mẹ alo cô giáo. Nói à, cái từ Caesar trong tiếng Latin viết như nào nhỉ? Hoàng đế Caesar ấy. Gì ạ? Bạn cái hỏi từ cái Hoàng đế Caesar đấy. Bạn hỏi có liên quan đến cái phần mà mình đang dạy không ạ? Có liên quan đấy. Bởi vì nó cũng có cái âm ae. Thì là e ạ. Ai đúng rồi, nhưng mà tại sao người ta đọc là hoàng đế xe ra chứ không phải là hoàng đế xe ra? Đúng rồi, ví dụ như vậy nhá. Nhưng mà nếu mà bạn đọc nguyên tắc, mình cũng không biết, và ví dụ ở trong sách giáo trình cũng sẽ biết là c c cu sờ, nhưng về mặt nguyên tắc nó sẽ là ae thì đọc là e, thì có thể nó thêm một bước chuyển nữa từ e chuyển thành e, nhưng về mặt nguyên tắc thì mình cũng đúng theo nguyên tắc, bởi vì các bạn học theo một cái ngôn ngữ và mình học theo có nguyên tắc. Nên tất cả cái vấn đề các bạn học ấy, thì các bạn đọc học theo nguyên tắc hết nhá. Còn về sau ấy, thì thực tế khi mà các bạn đọc sang tiếng Việt ấy, nó còn rất nhiều biến đổi khác nữa. Ví dụ như từ insulin với insulin ấy, thì về nguyên tắc các bạn phải đọc là gì ạ? Về nguyên tắc các bạn phải đọc là insulin. Nhưng thực tế Việt Nam mình vẫn đọc là gì ạ? Insulin. Còn ví dụ như hoàng đế như bạn bảo ấy, Sera, ví dụ như cái từ secusor, từ số dưới, số 2 từ dưới lên cái từ này này, thì nhiều sách vẫn biết là secusor mà, người ta có biết là secusor đâu. Nên với cô nhá, thì mọi người đang học theo nguyên tắc ấy, thì tất cả mọi thứ mọi người cứ đúng theo nguyên tắc mọi người làm nhé. Còn nếu mà mọi người đọc trong giao tiếp bình thường ấy, với ví dụ cái từ Sera của bạn ấy, nó có thể là theo cái ngôn ngữ giao tiếp thì nó có thể là C, hoặc là ngay cả từ này cũng như vậy, người ta cũng nhiều sách người ta vẫn biết là C cu sờ ấy. Nhưng các bạn nhớ giúp cô là các bạn cứ đọc theo nguyên tắc nhé. Nguyên tắc dạy như nào thì các bạn đọc như vậy, để làm sao để phục vụ cho cái việc chấm nó cũng dễ và các bạn học nó cũng dễ. Còn tất cả những cái gì gọi là ngoại lệ thì mọi người có thể học sau hoặc là học để biết thôi. Và trong một số sách nó có thể viết khác chẳng hạn. Rồi hoặc là cô sẽ tìm hiểu thêm cái vấn đề này rồi sẽ trả lời cho bạn sau nhé. Còn nếu mà để đi thi và để chấm điểm học trong cái bài học phần này này, thì mọi người cứ học theo đúng nguyên tắc mà trong sách viết cũng như là trong mà cái gì mà cô đã quy định với mọi người, thì mọi người cứ làm theo đúng như vậy là được điểm.
Còn lại những cái gì mang tính chất là ngoại lệ hoặc là ngoại vi, tức là outline, thì các bạn có thể là nốt lại, và sau đấy thì nếu mà được thì cô sẽ đi đi hỏi giúp mọi người. Còn thực tế bởi vì cũng không có quá nhiều người dạy tiếng Latin ấy, nên lúc hỏi thì cũng chỉ hỏi các thầy cô dạy thực vật, thì các thầy cô chủ yếu là áp dụng trong cái lĩnh vực thực vật của mọi người thôi. Còn những cái từ mà nó đặc biệt, nó riêng biệt ấy, mà nó khác so với những từ thông thường ấy, thì thường là các thầy cô cũng nói theo cái việc giao tiếp bình thường của mọi người, thì mọi người sẽ có những cái cách đọc như vậy. Còn lại thì với những cái cây cối hoặc những danh pháp của tiếng Latin chuyển sang của ngành dược mình ấy, thì mọi người cứ đọc theo đúng nguyên tắc là được. Rồi bạn có câu hỏi gì nữa không? Rồi với cái từ này nhá, vừa nãy bạn ấy có hỏi ấy. Với cái từ này này, bạn ấy có hỏi là tại sao chỗ này phải viết là broom ấy, thì thực ra là với những cái từ bờ này, bờ r này, thì hôm sau các bạn sẽ được học một cái bài nữa liên quan đến là đọc hai cái phụ âm liền nhau. Đọc hai cái phụ âm liền nhau thì với những cái từ bờ r đấy, thì lúc các bạn phát âm ấy, thì các bạn có thể đọc lướt nhanh cái chữ bờ đấy, và chữ r đấy thì các bạn phải đọc rất là nặng. Nhưng lúc các bạn viết ấy, thì các bạn vẫn phải viết đủ tất cả các cái âm mà các bạn đọc. Ví dụ chữ bờ kia các bạn vẫn đọc theo cái cách mà các bạn đọc ấy, mà cách phiên âm của cái từ bờ đấy, nó là bờ bơ huyền bờ đấy, các bạn phải viết đủ nhá, chứ các bạn không được viết là đọc chữ b không, đọc chữ b không thì chỉ là lúc các bạn đọc thôi, còn nếu mà các bạn viết cách phiên âm thì các bạn cần phải viết đủ. Mọi người còn câu hỏi gì nữa không ạ? Với các bạn hỏi hoàng tử gì thế thì bạn có câu hỏi gì lại nữa không? Nếu bạn cảm thấy là không thể chấp nhận được câu trả lời đấy chẳng hạn, thì bạn có thể phản hồi lại. Còn nếu bạn cảm thấy ok thì bạn cũng có thể phản hồi lại nhé. Thật ra thì hỏi như vậy thôi, chứ còn cái đấy thì cũng có nhiều sách phiên âm khác nhau mà. Bởi vì là bản thân là trong những cái từ mà từ tiếng Latin nó chuyển sang tiếng Anh, tiếng Pháp rồi nó chuyển sang tiếng Việt thì nó cũng có thể có sai lầm, cho nên là hỏi cô như vậy thôi. Tức là xem cái quan điểm cô giáo là như vậy, nó như thế nào. Đây chính là cái việc mà ví dụ như là nó còn liên quan đến cái có những cái giống với cả tiếng Việt của mình, tức là nó sẽ có đa phần mình sẽ đọc giống tiếng Việt, nhưng tuy nhiên với mỗi chữ ấy, thì nó sẽ có những cái phần khác nhau, tức là sẽ có phần khác mà nó phụ thuộc vào những cái nguyên tắc. Thì mọi người nhìn giúp cô là chủ yếu thì nó sẽ đọc bằng chữ x, chữ s ở đây tức là chữ s nhẹ ạ, thì nó giống như kiểu của chữ s nặng vừa rồi mình học ạ, thì nó sẽ vẫn đọc là s nhẹ, phiên âm mình đọc là s. Nhưng tuy nhiên mọi người nhìn giúp cô ạ, nhìn giúp cô hai cái nguyên tắc ở dưới này ạ. Hai cái nguyên tắc khi mà nó đứng cạnh một cái cả nguyên âm hoặc là nó đứng giữa hai nguyên âm thì cái cách đọc của nó sẽ là như thế nào, thì mình sẽ nhìn giúp cô để trong lúc chờ các bạn ấy vào, chắc còn mấy bạn nữa thì để các bạn vào nốt. Mà mọi người sẽ thấy nó có hai cái nguyên tắc nhé, hai cái nguyên tắc riêng ạ. Hai cái nguyên tắc tức là sao? Tức là khi chữ x này các bạn sẽ thấy là nó đứng giữa, đứng sau một nguyên âm, đứng sau một nguyên âm mà đằng sau của nó sẽ không phải là một nguyên âm, thì mình sẽ đọc là kx. Kx thì tức là nó giống như cái kiểu của tiếng Việt mình là chữ chờ ạ. Cái chữ chờ ạ. Khi mà các bạn ghép vào x ạ, hoặc là x hoặc là x hoặc là úc ạ, thì các bạn sẽ thấy là nó sẽ giống như kiểu chữ chờ. Tiếp theo nữa các bạn sẽ nhìn cái ví dụ này, các bạn sẽ thấy thực ra nó viết là kx, nó đọc là nó phiên âm là kx, nhưng mà lúc các bạn ghép vào với cả cái nguyên âm trước ấy, thì các bạn sẽ đọc giống như cái kiểu của chữ x này, giống như kiểu cái chữ chờ của Việt Nam của mình ấy, giống kiểu như vậy. Thì còn đối với cả cái nguyên tắc số 3 ấy, thì nó sẽ liên quan đến là chữ x này nó sẽ nằm ở giữa hai nguyên âm thì các bạn sẽ chuyển thành kz, thì tức là như thế này. Để cho các bạn rõ hơn thì cô sẽ lấy ví dụ ở bên này cho các bạn. Ví dụ cái chữ đầu tiên ấy, thì các bạn sẽ thấy là nó sẽ không nằm sau bất cứ một nguyên âm nào cả, thì các bạn sẽ đọc như bình thường sẽ là gì ạ? Với cái từ đầu tiên nhé. Suy lên đùm. Đúng rồi, chữ y thì sẽ phải đọc là suy ạ. Thì các bạn sẽ thấy cái chữ đầu tiên các bạn sẽ vẫn đọc như bình thường. Nó sẽ là suy lên đùm đấy ạ. Rồi ạ, chữ y này nhớ phải chuyển thành chữ uy ạ. Cái từ tiếp theo đấy ạ, các bạn sẽ thấy là cái chữ x này nó đứng sau một gì ạ? Nó đứng sau một nguyên âm, nhưng nó không đứng trước một cái nguyên âm nào khác nữa, tức là nó không phải đứng giữa hai nguyên âm. Vậy thì cái cách đọc của cái chữ này là gì ạ? Các bạn sẽ thấy là nguyên tắc của nó sẽ chuyển thành gì? Sẽ chuyển thành kx đúng không? Vậy thì theo như các bạn thì khi mình đọc x thì sẽ đọc nó như nào ạ? Rabbit. Đúng rồi, nó sẽ giống như kiểu là mình ghép với chữ chờ của mình ấy, thì nó sẽ đọc là gì ạ? Đây ạ. Rabbit. Đúng rồi, cái kết thúc của nó sẽ là sờ ạ. Thì các bạn sẽ phải đọc là sờ.
Còn rồi ạ, còn cái từ từ tiếp ạ, thì các bạn sẽ thấy là chữ x này nó sẽ đứng giữa gì ạ, hai nguyên âm, thì cái cách đọc của từ này là gì ạ? Ô suy đun. Nó đứng giữa hai nguyên âm thì cái cách chuyển đổi của các bạn sẽ là như thế nào? Các bạn nghĩ một chút ạ. Các bạn có thể viết nhá, viết thử vào cái box chat này ạ, thì các bạn xem là cái cách viết như thế nào ấy. Ốc, còn sau ốc đấy ly đung đúng rồi, nó sẽ là ốc đấy ạ. Ốc nhưng mà ốc gì ạ? Ốc suy hay là ốc duy ạ? À, ốc duy. Đúng rồi, thì các bạn nhớ cái gắn với cả cái nguyên tắc bên này nữa, thì khi mà nó đứng sau một nguyên âm thì nó sẽ cái đuôi kết thúc của nó sẽ là chữ chữ x này, chữ sờ này. Còn khi mà các bạn thấy nó đứng giữa hai nguyên âm ấy, thì cái kết thúc của nó sẽ là chữ giờ. Còn cái phần trước đấy khi mà các bạn ghép ấy, thì các bạn có thể là x hoặc là ốc, tức là x hoặc là cái chữ cờ ấy, của tiếng Việt mình ấy, để mình dễ cho cái cách đọc thôi, để cô hướng dẫn các bạn cái cách mà nó dễ đọc thôi, thì nó sẽ giống như kiểu mình ghép với cả từ, bởi vì trên này là x này này, trên này là x này, thì các bạn sẽ giống như cái kiểu của tiếng Việt mình ấy, sẽ là chữ chờ ấy. Thì khi mình ghép vào thì nó sẽ đọc như vậy. Thì ví dụ ở từ dưới này thì các bạn chỉ cần nhớ cái nguyên âm nó liên quan đến cái ca giờ thôi, thì khi lúc các bạn đọc ấy sẽ là ốc gì ạ, nó sẽ là ốc hoặc x ấy. Thì các bạn viết vào nó sẽ phiên âm sang tiếng Việt của mình sẽ đọc là ốc này, cái kết thúc của nó sẽ là giờ này. Giờ thì mình ghép cái từ sau ấy, mình ghép cái từ sau chữ y này mình đọc là uy, thì mình ghép cái từ sau sẽ là duy, chứ nó sẽ không phải là ốc suy mà nó sẽ là ốc duy. Thì đấy là cái cách mà các bạn đọc. Thì nó cái phần này nó sẽ không có nguyên tắc gì liên quan đến việc là ghép như nào đâu, nó sẽ giống như tương tự của tiếng Việt mình ấy, sau đó sẽ có thể là ốc, có thể là x, có thể là nó chỉ có vài cái nguyên âm thôi, thì các bạn ghép như nào cho nó hợp lý là được. Nhưng quan trọng nhất là cái từ kết thúc ấy, nó phải là x hoặc là nó sẽ phải là x này này, hoặc là nó sẽ là giờ này, thì sẽ là cái mà các bạn quan tâm. Thì ví dụ như cái từ sờ này thì các bạn sẽ là gì ạ? Sờ này thì các bạn sẽ chuyển đổi sang, các bạn đọc là gì ạ? XZ Plum. Rồi, ví dụ xem Plum. XZM ở XDEM đúng rồi. Ví dụ các bạn sẽ thấy nhá, các bạn sẽ thấy là cái y này này, nó phải ghép với nó giống như kiểu tiếng Việt của mình ấy. Thực ra cũng chưa tìm ra cái nguyên tắc chung của nó sẽ là gì, nhưng mà nó khi mà cái kết thúc bằng chữ AK này, nó sẽ như kiểu x, hoặc là nó sẽ là x, có thể là chữ cờ, có thể là chữ CH ấy. Thì lúc các bạn đọc nó sẽ kiểu x này, hoặc là ốc này, hoặc là x này. Đấy, ví dụ như vậy chẳng hạn. Thì với cái từ này nhá, các bạn cần quan tâm đầu tiên là nó sẽ nằm ở giữa hai nguyên âm, thì nó sẽ phải chuyển thành gì ạ? Nó sẽ chuyển thành ca giờ. Khi các bạn đọc ấy thì các bạn sẽ đọc x đúng không? X gì đấy, xzem hoặc là xzem đúng không? Thì bây giờ các bạn sẽ đọc là gì ạ? Xzem, bởi vì nó kết thúc bằng chữ giờ. Các bạn không chuyển một lần nữa nhá. Thế các bạn không chuyển chữ giờ đấy thành chữ đờ nữa, mà các bạn để nguyên chữ giờ và các bạn ghép với cả các cái nguyên âm ở đằng sau, chứ các bạn không đổi thêm một lần nữa. Và chữ e này nhớ phải chuyển thành chữ e nhá, thì nó phải là xzem. Ví dụ như bạn này có chat ở đây này thì nó phải đổi thành chữ zem. Đấy, còn p đây thì các bạn sẽ vẫn phải đọc chữ p. Hôm sau các bạn sẽ học cái chữ pl này, thì cái chữ p này sẽ đọc rất là nhanh, chữ l này sẽ đọc kéo dài ra hơn ấy. Nhưng lúc các bạn viết cái cách đọc ấy thì các bạn vẫn phải viết cả chữ p ra, p bôi p xong rồi lum. Thì đấy là cái cách mà các bạn viết. Quan trọng nhất là mình phải xác định được là cái kết thúc của nó sẽ là giờ hay là sờ ấy, hay là chữ sờ đứng độc lập thôi. Còn lại cái cách mà các bạn viết ở cái từ trước này này thì nó chỉ có một trong hai từ, ví dụ như là nó có thể là cờ, nó có thể là chờ ấy. Thế là một số các cái đặc biệt thôi. Thì mọi người có thể xem, ví dụ cái từ cuối cùng này thì các bạn sẽ thấy là chữ sờ này thì sẽ đọc là gì ạ? Chữ sờ này sẽ là giờ. Giờ đúng không ạ? Giờ hay sờ? À giờ hay sờ? Giờ ạ. Giờ ạ. Tại sao lại là giờ? Sờ. C. Tại vì trước nó là một nguyên âm và sau nó là một phụ âm, cho nên nó đã sẽ là sờ. Đúng rồi. Sau đó là phụ âm mà nó sẽ là sờ nhá. X này. Xong rồi sờ đấy các bạn sẽ không ghép được với cả cái cụm nào đằng sau đúng không? Thì các bạn sẽ đọc nguyên là sờ. Và sau đấy cái chữ cờ tiếp theo ấy thì sẽ phải đổi thành gì ạ? Cờ tiếp theo sẽ phải đổi thành sờ. Đúng không ạ? Bởi vì là đứng trước chữ y mà. Xong tiếp tục các bạn sẽ viết những cái từ còn lại, p and sờ. Những cái từ rất dễ rồi.
Nhưng quan trọng nhất ở đây các bạn phải đổi chữ sờ này tạo thành chữ ca sờ này. Ca sờ này thì cái chữ ca này các bạn sẽ ghép vào phía trước, nó tạo thành x. Còn cái chữ x này thì các bạn sẽ không ghép được với cả một cái nguyên âm nào đằng sau, thì các bạn sẽ giữ nguyên là sờ. Còn cái chữ cờ tiếp theo này thì nó sẽ là sờ bởi vì nó đứng trước chữ y. Còn lại những từ sau thì các bạn đọc tương tự những cái gì mà các bạn đã học. Cái chữ cờ ấy, cái chữ mà sờ này nó chỉ có một số các cái cách viết như này thôi. Ví dụ nó ghép với cả cái cụm O này, hoặc là cụm E, hoặc là cụm Y thôi. Tức là nó những cái từ này, những từ điển hình của cái việc chữ X rồi. Thì các bạn có thể học cái cách đọc của những cái chữ này nhá. Còn nó cũng không có quá nhiều chữ, nếu mà trong những cái phiên âm của danh pháp hoặc là tên thực vật ấy, nó không có nhiều cái chữ E, chữ X này nhiều đâu. Nó chỉ có những cái từ mà quen thuộc của tiếng Latin này thì mình mới đọc như vậy thôi. Còn lại trong cái cụm từ của bên mình áp dụng, bên dược mình áp dụng ấy, thì nó không có nhiều cái từ từ E này, từ X này đâu. X mà đứng giữa hai cái nguyên âm này, nó chỉ có trong ví dụ oxy thì là ốc này, cái từ oxy này. Oxy mà mình đọc trong cái cụm hóa học ấy thì nó còn thôi. Thì các bạn nhớ giúp cô là đọc là ốc duy chẳng hạn, bởi vì nó đứng giữa hai nguyên âm thì các bạn đọc đọc như này. Nó liên quan đến hợp chất hóa học danh pháp. Đấy, thì là đấy là cách đọc chữ sờ. Hết rồi đấy ạ. Cái chữ sờ là chữ cuối cùng mà các bạn học trong ngày hôm nay rồi ạ. Các bạn nhìn lại cái phần liên quan đến các cái nguyên tắc đọc nhá. Ở đây cô đã viết ngắn gọn lại cho các bạn ở cái bảng này rồi. Thì mọi người có thể đọc cái bảng này. Cô cũng đã tổng kết lại rồi và sẽ gửi cho các bạn cái bản này. Thì các bạn có thể học theo cái bản này, cái cách mà các bạn viết. Và một lưu ý nữa là khi các bạn đi thi nhá, thì các bạn nhớ giúp cô là nếu mà trong những cái câu hỏi liên quan đến trình bày về mặt lý thuyết ý, ví dụ trình bày nguyên tắc đọc nguyên âm, trình bày nguyên tắc đọc phụ âm, với những cái câu mà tính chất trình bày lại cái bài về mặt tái hiện kiến thức ý, thì các bạn có thể viết theo cách nào cũng được. Các bạn có thể viết theo cái cách ở trong sách người ta diễn giải ra, ví dụ như chữ C mà đứng trước chữ này chữ kia thì đọc là chữ gì, thì đây là cái cách mà trong sách người ta viết. Còn cách thứ hai mà các bạn có thể trình bày là các bạn có thể trình bày theo các cái ký hiệu ở đây nhé, các ký hiệu mà cô viết ở trên slide các bạn cũng có thể trình bày theo cách như vậy thì vẫn được điểm nhé. Thì là cái cách mà với những cái câu hỏi mang tính chất là trình bày lại kiến thức thì mọi người trình bày theo cái cách nào cũng được, có thể trình bày bằng lời hoặc có thể trình bày ký hiệu thì đều được nhé, bởi vì cô là người chấm điểm luôn nên cô có thể cho phép các bạn trình bày như vậy. Rồi mọi người, đây là cái mà mọi người cần học nhé, là học để mọi người thi và mọi người làm bài kiểm tra. Và cái phần cuối này thì mọi người sẽ rà soát lại một chút kiến thức bằng một số cái câu hỏi trắc nghiệm nhé. Câu hỏi đầu tiên ạ, viết là E và đọc là E của tiếng Việt thì có đúng hay sai ạ? Mọi người test sai. Rồi, sai. E đúng ạ. Câu số 2 ạ. Câu số 2 đúng hay sai ạ? Đúng ạ, đúng. Câu số 3 sai. Sai. Thêm câu gì nữa? Cu. Câu số 4 ạ, chữ giờ thì sai. Đờ. Rồi tiếp là chữ R thì giờ đúng hay sai ạ? Giờ là giờ. Sai. Đúng ạ. Chữ G đọc vào chữ G kép của tiếng Việt đúng hay sai ạ? Đúng. Đúng. Đúng ạ. F đọc vào chữ F. Chữ F thiếu chữ H. Đúng ạ. Sai. Ừ, đúng rồi. Tiếp ạ, câu số 1 ạ. Chữ C mà đứng trước chữ AE và OE thì đọc những chữ gì của tiếng Việt ạ? E và Ơ. À không, mình đang nói chữ 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 cờ ạ. Mình không nói chữ AE. Thành chữ sờ. Chữ sờ. Ừ, đúng chính xác chữ sờ ạ. Tiếp câu số 2 ạ. Đọc là sờ. Đúng rồi, đọc là sờ. Cái chữ này thì đọc là gì ạ? Sờ. Chữ sờ này. Trong tiếng Việt mà đứng giữa hai nguyên âm thì đọc như chữ gì trong tiếng Việt ạ? Khi mà chữ S mà đứng giữa chữ hai nguyên âm. Giờ. Đúng rồi, chữ giờ nhá. Đúng rồi, chính xác. Chữ tờ trong sẽ đọc như chữ gì trong tiếng Việt nếu mà chữ... Ok, câu này bỏ qua bởi vì sao? Bởi vì thiếu chữ Y ạ. Câu 3 thì chưa đủ thông tin để trả lời đâu ạ. Câu số 4 ạ. Sao?
là cái x, à, cái x và ca giờ. Khi nào thì đọc là ca giờ? Ca giờ khi đứng giữa hai. Khi nào đứng giữa một nguyên âm? Rồi thế nếu mà khi đứng sau một nguyên âm thì đọc là gì ạ? Ca x. Sau một nguyên âm cũng là ca. Ừ, đúng rồi. Sau phải là ca giờ. Nguyên âm là ca x. À, đúng rồi. Sau một nguyên âm thì là ca x ạ. Còn giữa hai nguyên âm thì là ca giờ ạ. Rồi ạ. Thì các bạn nắm cái nguyên tắc này để các bạn vận dụng làm bài tập nhé. Thì đây, đây là thông tin cá nhân nhé. Mọi người có thể lưu lại thì mọi người có thể trao đổi. Hoặc là mọi người xin phép trước buổi học của mọi người có vắng mặt đấy ạ. Thì mọi người có thể xin qua email hoặc là xin qua số điện thoại nhé. Nêu rõ là tên là gì nhé. Học lớp nào nhé. Bởi vì là bên trường đấy thì cô chỉ dạy có một lớp này thôi. Thì các bạn chỉ cần nói là em bên lớp này học ở Cao Đẳng Dược Tuệ Tĩnh học môn Latin là được. Thì mọi người có thể nốt lại cái thông tin này mọi người trao đổi nhé. Còn bây giờ sẽ là đến giờ bài tập nhé. Mọi người sẽ có một cái bài tập thì cô sẽ gửi cho mọi người. Mọi người sẽ có khoảng 30 phút để hoàn thiện cái chỗ bài tập đấy ạ. Cô có thể gửi. Thế bây giờ thì mình thống nhất sẽ gửi cái thông tin liên quan đến slide này. Cái thông tin thì mình sẽ gửi qua đâu được ạ? Mọi người tí nữa sẽ nhờ cô Theo gửi add cô vào nhóm giáo viên nhé, thì cô gửi đấy cho dễ.